Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 2101. Chẳng phải mấy phút trước, thể diện của Hoa Quốc cũng mất sạch đó sao? Yên tâm đi, chúng ta đều đến từ Hoa Quốc, sau này mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đông Phương Tuyết Ngưng mỉm cười nói. Nghe cô ta nói thế, Trương Lăng Phong hiểu được ý của Đông Phương Tuyết Ngưng ngay, thế là hắn cười đáp, lúc nãy tôi thấy hình như cô Đông Phương cũng rất ngứa mắt với sự huênh hoang của Tiêu Quân Lâm nhỉ. Hừ, Đông Phương Tuyết Ngưng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, nhà họ Tiêu có mối thù biển máu của nhà họ Đông Phương tôi, bất kể anh ta có phải là cháu của Tiêu Long hay không thì Đông Phương Tuyết Ngưng tôi tuyệt đối không tha cho anh ta. Nghe thế Trương Lăng Phong cũng khẽ gật đầu nói, nhà họ Trương tôi cũng thế, lúc Tiêu Chính Văn còn sống đã giết Trương Đạo Linh người đại diện cho nhà họ Trương ở giới thế tục, còn giết cả anh trai tôi là Trương Nguyệt Đông. Không báo thù này không được. Mặc dù vẫn chưa xác định được thân phận của tên Tiêu Quân Lâm này, nhưng có thể ở gần thiên tử thì ngoài nhà họ Tiêu còn ai được nữa. Nghe Trương Lăng Phong phân tích xong, Đông Phương Tuyết Ngưng cũng gật đầu tán thành. Đã thế thì hai chúng ta càng nên hợp tác với nhau, tôi không tin hai chúng ta hợp tác mà không thể tiêu diệt được anh ta. Đông Phương Tuyết Ngưng đề nghị. Trương Lăng Phong gật đầu, dù Đông Phương Tuyết Ngưng không nói hắn cũng sẽ chủ động đề nghị. Lăng Phong. Tôi nghe nói trong vòng một tuần học viện võ thuật sẽ chọn ra nhóm học viên đầu tiên có tư chất hơn người để vào tòa trận pháp, không biết chuyện này có thật không? Đông Phương Tuyết Ngưng cau mày hỏi. Trương Lăng Phong mỉm cười gật đầu nói, tất nhiên là thật, hơn nữa bây giờ không ít học viên đã sử dụng quan hệ của gia tộc để giành được một suất. Theo tôi được biết danh sách này có hạn, lần này Hoa Quốc chúng ta có tất cả 8 người nhưng chỉ có 2-3 suất, đây cũng xem như tốt rồi. Bên Âu Lục học viên có đến hàng nghìn người nhưng chỉ có 10 suất. Ồ, có 3 suất à? Đông Phương Tuyết Ngưng ngạc nhiên nói. Thông tin này không khớp với tin tức cô ta nhận được. Người liên lạc của nhà họ Đông Phương nói cho cô ta biết lần này chỉ có 2 suất, vì để có được một suất này mà Đông Phương Tuyết Ngưng mới kéo gần quan hệ với Trương Lăng Phong. Có một phiếu đề cử Lữ Thanh Phong, khả năng cô ta vào được tòa trận pháp sẽ cao hơn. Đúng thế. Mặc dù nói là 3 suất nhưng cũng không khác gì 2 suất, 1 suất trong đó là xác định nội bộ dành cho cậu chủ từ, thế nên 8 người chúng ta chỉ có thể dành 2 suất còn lại. Nếu thế thì một phiếu đề cử của thầy Lữ rất quan trọng. Được ông ấy đề cử tất nhiên cơ hội sẽ lớn hơn, hơn nữa ông ấy vốn là người Hoa Quốc, lãnh đạo cấp cao của học viện cũng sẽ suy xét đến ý kiến của ông ấy. Nói đến đây Trương Lăng Phong đắc ý lướt nhìn Đông Phương Tuyết Ngưng. Mong anh Lăng Phong giúp đỡ dành một suất này, nhà họ Đông Phương nhất định không quên nhà họ Trương, hơn nữa tôi cũng sẽ giúp đỡ anh Trương nhiều hơn khi ở học viện võ thuật. Nếu chỉ dựa vào Đông Phương Tuyết Ngưng thì không có tư cách nói mấy lời này. Nhưng có Phiêu Ẩn đứng sau làm hậu thuẫn, Trương Lăng Phong cũng không cảm thấy lời Đông Phương Tuyết Ngưng có gì quá đáng. Được, tôi sẽ nghĩ cách nói chuyện này với Lữ Thanh Dương, 3 suất lần này không thoát khỏi tay 3 người chúng ta. Trương Lăng Phong đắc ý nói. Chương 2102. Nhắc đến tòa trận pháp, ánh mắt của Đông Phương Tuyết Ngưng đột nhiên đờ ra. Cô ta không khỏi nhớ lại tia sáng màu đỏ gây chấn động cả Âu Lục mấy ngày trước. Có thể nói, tất cả mọi người đều đến vì bộ trận pháp được truyền lại của Thành Vương Tư, thế nhưng có người lấy được lại phá hủy nó luôn rồi. Rốt cuộc người này đến từ đâu, là thần thánh phương nào, mãi tới giờ rất nhiều thế lực của Âu Lục vẫn đang điều tra. Học viện võ thuật cũng đang toàn lực điều tra tung tích của người này. Lăng Phong, thật ra tôi cho rằng người mà chúng ta thật sự nên đi kết giao phải là kẻ đã hủy bỏ trận pháp bí mật của Thành Vương Tư, anh ta mới là thiên tài đẳng cấp nhất, người có thể mở được hộp trận pháp mà lại không bị trận pháp phản vệ, mấy trăm năm qua mới chỉ có duy nhất người này mà thôi. Đông Phương Tuyết Ngưng lớn lên ở Âu Lục, đương nhiên hiểu rằng người phá hủy được trận pháp tối cao nhất trong tòa trận pháp tượng trưng cho điều gì. Trương Lăng Phong lắc đầu, nói Tuyết Ngưng, không giấu gì cô, nhà họ Trương chúng tôi cũng đang cử người điều tra, nhưng không có chút thông tin gì về người đó, người trông giữ tòa trận pháp tối hôm đó cũng không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người họ đều nói chưa từng thấy bất cứ ai đi vào bên trong, mặc dù thoạt nhìn tòa trận pháp là một tòa nhà gỗ, thế nhưng xung quanh đều được gia cố bằng trận pháp, đừng nói là người bình thường, dù có là cường giả ở cảnh giới thiên thần thì cũng không thể tự ý xông vào. Vậy nên hoặc là bối cảnh của người này rất thâm sâu, không một ai dám nói ra thân phận thật sự của anh ta,
hoặc anh ta là một người có năng lực cực kỳ đẳng cấp đã tới nơi đó trước và tiêu hủy bộ trận pháp kia. Suy đoán này của Trương Lăng Phong tuyệt đối không phải không có căn cứ. Cường giả ngoài lãnh thổ từ bên ngoài trở về thế tục cũng không phải không có khả năng tiêu hủy bộ trận pháp bí mật kia. Dù gì trận pháp mà Thành Vương Tư để lại cũng quá mức lớn mạnh, một khi thật sự để cho học viên của học viện võ thuật chiếm được thì hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường. Đông Phương Tuyết Ngưng lập tức phủ định suy đoán thứ hai của Trương Lăng Phong. Bản thân hiệu trưởng Andre cũng có liên lạc với cường giả ngoài lãnh thổ, nếu như là hành vi của cường giả ngoài lãnh thổ thì Andre sẽ không ngốc nghếch để học bên học viện đi điều tra. Kết quả chỉ có một, bối cảnh thân phận của người đó quá đỗi thâm sâu. Ngay cả người canh giữ tòa trận pháp của học viện võ thuật cũng không dám tự tiện nói ra thân phận của anh ta. Mấy ngày gần đây, không chỉ có học viện võ thuật bàn luận sôi nổi về chuyện này mà lãnh đạo cấp cao của cả Âu Lục cũng đều đang bàn tán về thân phận của người này. Học viện võ thuật vừa mới thành lập, vẫn chưa khai giảng mà căn phòng kiên cố nhất trong tòa trận pháp đã bị người ta phá hủy. Đây vừa là một loại uy hiếp, cũng là một hình thức khiêu chiến. Chuyện này gần như đã gây chấn động cả Âu Lục, càng khiến cho 10 gia tộc lớn phẫn nộ hơn. Bọn họ cử ra thành viên có tiềm năng nhất trong gia tộc vào học viện võ thuật, đa phần đều là vì bộ trận pháp này. Thế nhưng sự xuất hiện của người đó, đã phá hủy đi hết tất cả mọi tham vọng của bọn họ trong nháy mắt. Chương 2103. Trương Lăng Phong khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, đáng tiếc là người đó căn bản sẽ không lộ diện, chúng ta cũng không có cơ duyên để kết giao. Nếu không thì cả học viện võ thuật đều phải nhìn sắc mặt của chúng ta mà hành sự rồi. Sống lâu trong nhà họ Trương, Trương Lăng Phong càng hiểu rõ hơn dù người thần bí đó có công khai thân phận thì cũng không ai dám đối đầu với anh ta, nhiều nhất chỉ có thể kết giao mà thôi. Giao du được với người đó, địa vị của hắn và Đông Phương Tuyết Ngưng sẽ được nâng cao hơn một bậc, có thể hô mưa gọi gió trong học viện võ thuật. Đúng vào lúc này, điện thoại của Trương Lăng Phong đột nhiên vang lên, cúi đầu nhìn. Hóa ra là Lữ Thanh Dương gọi tới, hắn vội vàng nhấc máy hỏi, thầy Lữ, thầy tìm em sao? Lăng Phong à, bây giờ cậu đang ở đâu? Đang ở cùng với ai thế? Giọng nói của Lữ Thanh Dương vang lên từ đầu dây bên kia. Trương Lăng Phong vội vàng nói vào trong điện thoại, thầy à, em với Tuyết Ngưng đang ở ngọn núi phía sau trường. Ừ, cậu, hai trò tới chỗ thầy ngay đi. Nói xong, Lữ Thanh Dương cúp máy. Buông điện thoại xuống. Trương Lăng Phong quay đầu nói với Đông Phương Tuyết Ngưng, là thầy Lữ, thầy bảo chúng ta đến chỗ thầy, chắc là có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta. Đông Phương Tuyết Ngưng gật đầu. Lữ Thanh Dương đến từ Hoa Sơn, nếu như không vì đặc thù môi trường của học viện võ thuật, với thực lực của nhà họ Đông Phương thì cả đời này cô ta cũng khó mà được tiếp xúc với một nhân vật như Lữ Thanh Dương. Hai người bước nhanh về phía phòng làm việc của Lữ Thanh Dương. Chẳng bao lâu sau. Hai người đã đẩy cửa bước vào trong phòng làm việc của Lữ Thanh Dương. Lúc này, Lữ Thanh Dương đang ngồi trên sofa uống trà. Thấy Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đẩy cửa bước vào, ông ta chỉ vào sofa phía đối diện rồi lên tiếng, hai em cứ ngồi tự nhiên đi. Lữ Thanh Dương không hề coi hai người bọn họ là người ngoài, dù gì Trương Lăng Phong cũng là người đời sau của nhà họ Trương ở Thiên Sơn, mà anh trai của Đông Phương Tuyết Ngưng chính là Đông Phương Ngạo Vũ. Cũng là đệ tử của Hoa Sơn. Vậy nên ngay từ đầu, Lữ Thanh Dương đã thật tâm muốn bồi dưỡng hai người bọn họ. Hơn nữa là lứa học sinh đầu tiên của học viện võ thuật, nhất định họ sẽ nhận được những đãi ngộ rất lớn về tài nguyên của học viện, không bồi dưỡng ra được một tốp những cao thủ thì đúng là hủy hoại thương hiệu của học viện võ thuật. Còn về Tiêu Quân Lâm, ngay từ đầu đã bị Lữ Thanh Dương loại bỏ ra ngoài rìa. Nguyên nhân chẳng có gì to tát. Chỉ bởi vì Tiêu Quân Lâm mang họ Tiêu mà thôi. Ân oán giữa Hoa Sơn và nhà họ Tiêu, thậm chí đã đến mức độ một mất một còn luôn rồi. Thế nhưng ở bên trong lãnh thổ Hoa Quốc phải chịu sự chèn ép của thiên tử và giới chính trị nên dù Hoa Sơn có ôm mối hận thù trong lòng cũng không dám có động thái gì cả. Nếu thật sự chọc giận thiên tử thì Hoa Sơn cũng không trụ vững được khi quân đội cả nước dốc toàn lực ép sát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2104. Mấy ngày nữa, bên phía học viện sẽ cho nhóm học viên đầu tiên tiến vào tòa trận pháp, các em có bao nhiêu hiểu biết về tòa trận pháp này? Lữ Thanh Dương vừa uống trà vừa bình thản lên tiếng. Đừng thấy khi trước nhà họ Trương và nhà họ Đông Phương làm không ít bài tập mà lầm,
thực tế tòa trận pháp vẫn luôn là một khu vực cấm, rất khó để thám thính được bất cứ một thông tin nào. Vậy nên hai người Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đều khẽ lắc đầu. Trương Lăng Phong lên tiếng trước tiên, thầy à, em nghe nói bên trong tòa trận pháp đang cất giấu tất cả trận pháp thất truyền mấy trăm năm nay của Âu Lục, sau khi tiến vào tòa trận pháp có thể tùy ý lựa chọn trận pháp mà mình vừa ý hoặc là phù hợp với bản thân để học tập. Thế nhưng, có một chuyện em nghĩ mãi vẫn không ra, nếu như có thể tùy ý lựa chọn, vậy tại sao tới tận bây giờ vẫn chưa có ai mở ra được trận pháp bí mật mà Thành Vương Tư để lại? Đây quả thực là một câu hỏi hóc búa. Nếu như thật sự có thể tùy ý chọn lựa, vậy thì cũng sẽ không có trận pháp bí mật số một gì đó nữa. Thế nhưng mấy trăm năm trước đã bị người ta lấy đi mất rồi thì sao có thể vẫn luôn được lưu giữ bên trong tòa trận pháp cơ chứ? Đông Phương Tuyết Ngưng ngồi bên cạnh cũng nhìn về phía Lữ Thanh Dương bằng ánh mắt hoài nghi, đây cũng là câu hỏi luôn canh cánh trong lòng cô ta. Lữ Thanh Dương nhướng mắt nhìn Trương Lăng Phong, điềm nhiên cười nói, hỏi vấn đề hay đấy. Thật ra tòa trận pháp vẫn luôn ở đó, không phải do Học viện Võ thuật xây dựng nên, người xây dựng tòa trận pháp là Đại đế Trác Ly của mấy trăm năm trước. Thế nhưng những trận pháp có trong tòa trận pháp tuyệt đối không thể tùy ý lựa chọn. Mỗi một bộ trận pháp đều được cất kín bên trong hộp sơn vàng, bên ngoài mỗi hộp sơn đều được dùng trận pháp để phong ấn. Cũng có thể nói, em muốn lấy bộ trận pháp nào cũng bắt buộc phải nhận được sự chấp thuận của bản thân trận pháp đó trước thì hộp sơn vàng mới có thể mở ra, tới lúc đó bọn em mới có thể động tay lấy bí mật trận pháp bên trong đó, nếu không thì ngược lại sẽ bị phong ấn trận pháp đánh trả. Trận pháp bí mật số 1 có thể được giữ lại nhiều năm như vậy là bởi vì phong ấn trận pháp của nó rất mạnh. Nghe nói từng có cường giả ở cảnh giới thiên thần cho rằng bản thân có thể dùng biện pháp mạnh ép buộc hộp sơn mở ra để lấy được trận pháp bí mật cường đại mà Thành Vương Tư lưu truyền lại. Kết quả vào khoảnh khắc ông ta chạm vào hộp sơn vàng đã lập tức hóa thành cho bụi. Ôi, nghe thấy lời này, Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đều hít sâu, toàn thân ớn lạnh. Ngay cả cường giả ở cảnh giới thiên thần cũng bị đánh trả. Vậy thì người mở được hộp sơn vàng đó phải mạnh tới mức nào? Thầy à, theo như thầy nói thì thực lực của người này ở trên cảnh giới thiên thần ư? Liệu có phải là cường giả ngoài lãnh thổ hay không? Trương Lăng Phong vội vàng hỏi. Lữ Thanh Dương khẽ lắc đầu nói, khả năng này rất thấp, cường giả ngoài lãnh thổ cũng không phải là một khối sắt, mỗi một quốc gia đều sẽ có cường giả cực mạnh, tiến vào chiến trường ngoài lãnh thổ, thậm chí thông qua chiến trường ngoài lãnh thổ đạt tới thế giới ngoài lãnh thổ thật sự. Chương 2105. Thế nhưng bất cứ một cường giả ngoài lãnh thổ nào cũng không có lá gan âm thầm trở về thế giới thế tục để hủy bỏ trận pháp bí mật số 1 của Âu Lục. Điều này sẽ chỉ phá hỏng niềm tin giữa các bên, thậm chí còn ảnh hưởng tới cục diện thế giới trong tương lai. Vậy nên thầy đoán là người này tuyệt đối không đến từ ngoài lãnh thổ. Trương Lăng Phong nghe thấy lời này thì không khỏi chấn động. Ảnh hưởng tới cục diện thế giới trong tương lai. Không sai. Bất kỳ một động thái nào đều sẽ tác động tới cục diện thế giới trong tương lai. Lữ Thanh Dương nghiêm túc nói. Nghe Lữ Thanh Dương nói xong, Trương Lăng Phong nghi hoặc hỏi, thầy Dương, lẽ nào tòa trận pháp và học viện võ thuật còn có quan hệ với cường giả ngoài lãnh thổ sao? Lữ Thanh Dương gật đầu tán thưởng, Lăng Phong à, cậu nói không sai. Tòa trận pháp đã tồn tại hàng trăm năm trước, nhưng không ai có thể vào đó. Biết lý do vì sao không? Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng lắc đầu. Đó là bởi vì người bảo vệ tòa trận pháp đều là người phát ngôn của cường giả ngoài lãnh thổ trong giới thế tục. Bất kể là ai, nếu không được sự cho phép của cường giả ngoài lãnh thổ mà tiến vào tòa trận pháp thì cũng không thể sống sót rời đi. Bí mật bên trong tòa trận pháp có liên quan đến kết cấu của cả thế giới. Trong mấy trăm năm qua, tòa trận pháp tổng cộng đã mở cửa hai lần, lần đầu tiên là sau khi Đại đế Trác Ly trở về. Lần thứ hai là hơn 100 năm trước. Năm đó, sau khi Đại đế Trác Ly tiến vào tòa trận pháp, Âu Lục đã đứng về phía bên kia thế giới, tàn sát thế giới Islamic. Lần thứ hai là hơn 100 năm trước, các cường giả ngoài lãnh thổ đã đồng lòng nhất trí mở tòa trận pháp một lần nữa. Chẳng bao lâu sau, Âu Lục xuất hiện rất nhiều cường giả cảnh giới thiên thần, thậm chí còn có cả cường giả cảnh giới nhân vương. Vì vậy, Hoa Quốc trăm năm trước mới thua thảm hại như vậy. Nhưng tất cả những điều này đều là kết quả của việc cường giả ngoài lãnh thổ kết liên minh. Bây giờ các trò đã biết tòa trận pháp bí ẩn thế nào rồi chứ? Có thể nói, việc mở tòa trận pháp lần này cũng nhắm vào Hoa Quốc.
Nhưng các trò lại có cơ hội có được cơ duyên từ đó, có thể, các trò sẽ trở thành anh hùng cứu Hoa Quốc. Mặc dù Hoa Sơn và 10 gia tộc lớn ở Âu Lục có quan hệ với một số cường giả ngoài lãnh thổ, nhưng chúng tôi cũng không muốn Hoa Quốc rơi vào cảnh lầm than lần nữa. Vì vậy, sứ mệnh của các trò khi tới đây không chỉ vì gia tộc của các trò, mà còn vì tương lai của Hoa Quốc. Nghe thấy vậy, Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đều sững sờ. Lẽ nào những lời trưởng lão trong gia tộc nói đều là thật sao? Trương Lăng Phong kinh ngạc nói. Năm đó, không phải Hoa Quốc không phản kháng. Võ tông của Hoa Quốc cũng có rất nhiều cao thủ đứng lên, mãi cho tới khi toàn bộ cao thủ cảnh giới nhân vương hy sinh, Hoa Quốc mới ngừng chống cự. Chương 2106. Ừ, đúng vậy, năm đó không chỉ có các cường giả Âu Lục chém giết vào Hoa Quốc mà còn có 18 nước ngoài lãnh thổ. Bọn họ liên thủ để trấn áp Hoa Quốc, mục đích là vì năm trái tim rồng và di tích của Long tộc. Tuy nhiên, thật đáng mừng là năm đó bọn họ không hề tìm thấy tim rồng, càng không tìm thấy di tích của Long tộc, so với di tích của Long tộc thì tòa trận pháp không đáng nhắc tới. Lữ Thanh Dương ngạo nghễ nói. Nguyên nhân Hoa Quốc hiện nay yếu hơn Âu Lục nằm ở chỗ, trong di tích của Long tộc ẩn chứa tất cả bí mật của Hoa Quốc, những bí mật đó không chỉ là trận pháp mà còn có bí mật tối cao có thể lật đổ cả thế giới. Sau trận chiến của thần tự phong, những cơ mật này đều đã bị chôn sâu dưới lòng đất. Chỉ những người vào được khu di tích Long tộc mới có thể tiết lộ những bí mật này với công chúng một lần nữa. Hoa Quốc cũng sẽ vì thế mà trở lại đỉnh cao của thế giới. Cho nên các trò đã hiểu vì sao năm đại danh sơn lại ngậm đắng nuốt cay, phái các trò tới đây rồi chứ. Bao gồm cả gia tộc của các trò, cũng chỉ có một mục đích là tìm kiếm di tích Long tộc. Tuy nhiên, điều kiện để có được tim rồng là thực lực không được cao hơn cảnh giới thiên thần, nếu không sẽ không thể dung hợp trận pháp với tim rồng. Chỉ có người dung hợp được năm trái tim rồng mới có thể mở được di tích Long tộc. Lữ Thanh Dương lần lượt nói ra những bí mật này. Thực ra những điều này đã không phải là bí mật ở chỗ Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, nhưng thông tin mà thế giới bên ngoài nhận được đều không hoàn toàn chính xác. Dung hợp tim rồng quả thực cần có điều kiện tương ứng. Nhưng khi thông qua thử thách của Lôi Hải, dung hợp được trái tim rồng Bạch Long, người đó sẽ từ cảnh giới thiên vương lên thẳng cảnh giới thiên thần. Nếu không, quá trình dung hợp hai trái tim sau đó sẽ cực kỳ chậm. Võ Thí Thiên mãi không dung hợp được trái tim rồng Hắc Long, không phải là vì phương pháp có vấn đề, mà là cảnh giới của ông ta không đủ. Từ đó mới nỗ lực mười mấy năm, nhưng vẫn không có kết quả. Thưa thầy, theo lời các trưởng lão trong nhà em nói, Hạng Vương vẫn còn sống khỏe mạnh, hơn nữa còn đang ở vùng ngoài lãnh thổ. Những cường giả như ông ta lẽ nào cũng không thể thay đổi kết cục thảm hại năm đó sao? Hay là bất kỳ vị cường giả mấy trăm năm trước nào ra tay cũng có thể thay đổi mọi thứ. Lời Trương Lăng Phong nói lại khiến Đông Phương Tuyết Ngưng sững sờ. Hạng Vũ còn sống sao? Lữ Thanh Dương lắc đầu nói, các trò nghĩ rằng bọn họ có thể tùy ý rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ à? Không đâu, vùng ngoài lãnh thổ cũng có quy tắc riêng của họ, hơn nữa vùng ngoài lãnh thổ còn có liên minh võ thuật thế giới, cao thủ trên cảnh giới thiên thần đều phải chịu sự kiểm soát của bọn họ. Đó là một tổ chức rất đáng sợ, không ai biết nguồn gốc của lãnh đạo cao nhất của bọn họ là gì, ngay cả cảnh giới nhân vương, thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa, nếu dám vi phạm điều ước của bọn họ, đều sẽ chết rất thảm hại. Còn về Hạng Vương, hiện nay rất khó nói ông ta còn sống khỏe mạnh hay không. Chương 2107. Lữ Thanh Dương nói rồi lấy ra một chiếc khiên nhỏ giống y hệt chiếc Herod đưa cho Tiêu Chính Văn. Bên trên cũng khắc chữ Hạng. Liên minh võ thuật thế giới. Trương Lăng Phong không khỏi nuốt nước bọt. Đúng vậy, bọn họ đã hạ lệnh cấm ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần cũng không được can thiệp vào chuyện thế tục. Vì vậy, trên thế giới này, cậu rất khó gặp cường giả cảnh giới thiên thần, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc không có cảnh giới thiên thần. Andre là một ví dụ, ông ta là người duy nhất được liên minh thế giới này cho phép xuất hiện ở thế tục, vì vậy, ông ta chính là người phát ngôn của liên minh thế giới. Lữ Thanh Dương nghiêm mặt nói. Nhưng điều này có liên quan gì đến tòa trận pháp? Đông Phương Tuyết Ngưng khó hiểu hỏi. Mối quan hệ ở đây rất lớn. Sau khi từng trận pháp trong tòa trận pháp được khởi động thì bản thân trận pháp của tòa trận pháp cũng sẽ khởi động, đó chính là lối ra vào nối liền thế giới ngoài lãnh thổ và thế giới thế tục. Nói cách khác, khi trận pháp bên trong tòa trận pháp bị hóa giải thì cường giả ngoài lãnh thổ sẽ trở lại.
Ồ, nghe vậy, Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đều sững sờ. Nếu muốn di rời toàn bộ trận pháp, chẳng phải một câu nói là xong sao? Sao phải mở ra học viện võ thuật phiền phức vậy chứ? Lữ Thanh Dương dường như nhìn ra được tâm tư của hai người bọn họ, cười nói, trong tòa trận pháp, mỗi hộp trận pháp đều sẽ bị áp chế. Để thế giới ngoài lãnh thổ và thế giới thế tục không thể liên kết thông suốt, nhưng nếu muốn di rời những hộp trận pháp này thì phải là cao thủ trong giới thế tục, như vậy tất cả các hộp trận pháp này sẽ được khởi động. Bằng không, ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần cũng không thể chống cự được lực phản phệ kia. Chẳng trách lại tập hợp các cao thủ trẻ từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau. Các trận pháp bên trong tòa trận pháp có thể được khởi động trong thời gian ngắn, cũng tương đương với việc mở ra đường thông giữa thế giới thế tục và thế giới ngoài lãnh thổ. Vậy trận pháp bí mật của Thành Vương Tư vẫn chưa từng được mở ra sao? Trương Lăng Phong ngạc nhiên hỏi. Vì vậy, mỗi lần cường giả ngoài lãnh thổ trở lại đều sẽ bị trấn áp ở một mức độ nhất định, nhưng lần này e rằng sẽ hoàn toàn khác. Lữ Thanh Dương trầm giọng nói. Chương 2108. Những lời Lữ Thanh Dương vừa nói, mang theo rất nhiều thông tin. Nói cách khác, người mở ra trận pháp bí mật của Thành Vương Tư sẽ thay đổi hoàn toàn thế trận trong lần trở lại này của cường giả ngoài lãnh thổ. Đây cũng là lý do quan trọng khiến rất nhiều gia tộc Âu Lục muốn lôi kéo Tiêu Chính Văn. Các cường giả ngoài lãnh thổ trong lần trở lại này, nhất định sẽ cải tổ một số gia tộc yếu. Nếu có một cao thủ như Tiêu Chính Văn, có lẽ có thể cứu gia tộc của họ thoát khỏi việc bị sa vào tình cảnh khó khăn. Những điều các trò nên biết cũng đã biết hết rồi, vì vậy thầy hy vọng các trò sẽ tận dụng tốt cơ hội tiến vào tòa trận pháp này, các trò nhất định phải nỗ lực hết mình, vì võ tông Hoa Quốc mà lấy lại trận pháp vốn thuộc về chúng ta. Lữ Thanh Dương nghiêm túc nói. Chỉ đáng tiếc, người mở ra trận pháp bí mật của Thành Vương Tư tuyệt đối không thể là người Hoa Quốc. Nếu không, đối với Hoa Quốc mà nói, việc di rời tòa trận pháp trở lại võ tông Hoa Quốc sẽ là một sự trợ giúp chưa từng có. Cả Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đều kinh ngạc nhìn Lữ Thanh Dương. Hóa ra khi bước vào tòa trận pháp, mỗi người không chỉ có thể đạt được một loại trận pháp. Ý thầy là một người có thể đạt được ít nhất một bộ trận pháp, thậm chí vài chục bộ sao? Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đồng thanh hỏi. Lữ Thanh Dương chậm chậm gật đầu nói, chỉ cần hộp vàng mở ra, trận pháp bên trong đều có thể tùy ý lấy đi. Nói đến đây, Lữ Thanh Dương dùng ánh mắt xa vời nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông ta đã đặt tất cả hy vọng gửi gắm trên người cậu chủ Tư. Xét cho cùng, gã là con trai nối dõi của cường giả ngoài lãnh thổ, bất luận là thực lực hay khả năng nhận thức đều mạnh hơn so với đám người Trương Lăng Phong. Thưa thầy, bây giờ bọn em trở về chuẩn bị trước. Nhưng tên Tiêu Quân Lâm đó, Trương Lăng Phong nhìn Lữ Thanh Dương với ánh mắt đầy ẩn ý. Nói đến Tiêu Quân Lâm, cơ thịt trên mặt Lữ Thanh Dương lại giật giật. Trong mắt ông ta, Tiêu Quân Lâm chẳng qua chỉ là người đi cùng với đám người Trương Lăng Phong cho đủ danh sách, một người bình thường không quan trọng lại dám làm ông ta mất mặt trước đám đông. Hừ, cậu ta dám làm cho tôi bẽ mặt trước mọi người, tôi đương nhiên có cách chỉ cậu ta. Các trò về đi. Lữ Thanh Dương mất kiên nhẫn xua tay. Lữ Thanh Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Tiêu Quân Lâm. Chỉ là một học viên mà thôi, cho dù không đuổi được cậu ta, nhưng vẫn có thể nghĩ cách để mượn dao giết người. Nghĩ đến đây, Lữ Thanh Dương nhìn lên trên bàn. Thứ được đặt bên trong hộp gỗ đàn hương ở trên bàn là bảo vật của Hoa Sơn, một loại thuốc có tên là Linh Huyết Đan. Chỉ cần uống loại thuốc này, thực lực của bất kỳ ai cũng có thể nâng cao lên hai cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn. Nói cách khác, một cao thủ thiên vương một sao có thể sở hữu sức mạnh ở cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao trong 2 giờ đồng hồ. Chương 2109. Chỉ là thời gian hiệu quả của loại thuốc này vô cùng ngắn, nhưng 2 giờ, đối với những người tiến vào tòa trận pháp mà nói đã quá đủ. Lúc này, Emily đã tìm thấy Tiêu Chính Văn trong thư viện. Thấy Tiêu Chính Văn đang đọc một cuốn sách lịch sử về đại đế Charles, Emily vội vàng tiến tới, dè dặt chào Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, về chuyện đại đế Charles, Tiêu Chính Văn khẽ phẩy tay nói, không, tôi không có hứng thú với đại đế Charles, từ cuộc sống bình thường của ông ấy có thể thấy cũng có liên quan đến việc cường giả ngoài lãnh thổ trở về. Mà mỗi khi cường giả ngoài lãnh thổ quay trở lại, cảnh giới sẽ hoàn toàn khác nhau, có phải vì liên quan trực tiếp đến tòa trận pháp không? Nghe Tiêu Chính Văn hỏi như vậy, Emily gật đầu nói, tôi từng nghe ông nội nói,
Tuy rằng trên thế giới có 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ, nhưng đó chỉ là lối vào thế giới ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên tòa trận pháp là lối đi duy nhất khi những cường giả ngoài lãnh thổ chân chính trở về từ thế giới ngoài lãnh thổ. Không biết anh Tiêu đã nhìn thấy cấu trúc bên trong của tòa trận pháp chưa? Tiêu Chính Văn gật đầu nói, từng thấy rồi, mỗi bộ trận pháp đều được đặt trong một chiếc hộp vàng, có vẻ như trên mỗi chiếc hộp đều có một trận pháp niêm phong. Bù, Emily nghe xong, đôi mắt bất giác mở trừng mắt lớn hơn. Lẽ nào anh chính là người mở trận pháp bí mật số một vài ngày trước? Ý nghĩ này nhanh chóng bị Emily bác bỏ. Tuyệt đối không thể là Tiêu Chính Văn, người bảo vệ của tòa trận pháp sẽ không bao giờ để cho một người Hoa Quốc dễ dàng đi vào trong như vậy. Mà tối đó, không có bất kỳ dấu hiệu đánh nhau cũng không có ai bị thương hay thiệt mạng cả. Nghĩ đến đây, Emily mới lau mồ hôi lạnh trên trán, giải thích với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, những hộp vàng này thật ra là để trấn áp thế giới ngoài lãnh thổ, có tác dụng ngăn cản con đường giữa thế tục với ngoài lãnh thổ. Nếu như bị mở ra toàn bộ thì con đường này sẽ không bị ngăn cản nữa, tức là cường giả ngoài lãnh thổ có thể tùy ý ra vào, không còn bị cảnh giới hạn chế. Nếu không, một khi có cường giả cảnh giới quá cao tiến vào thì con đường này sẽ bị sụp đổ. Lúc này Tiêu Chính Văn mới gật đầu, gấp quyển sách trong tay lại, trầm giọng nói cách khác, việc thành lập học viện võ thuật, mở ra các trận pháp Âu Lục cho mọi người chỉ là một cái cớ. Mục đích thực sự của bọn họ là dọn sạch đường cho cường giả ngoài lãnh thổ. Đúng vậy, đây là ý định ban đầu khi thành lập học viện võ thuật, nhưng đối với các nước mà nói, nếu lấy được càng nhiều trận pháp, thì có thể giúp người học võ ở các nước ấy càng thêm mạnh mẽ, cũng có thể chiếm ưu thế trong cuộc cải tổ quốc tế. Vì vậy, đây là một con dao hai lưỡi. Nghe xong lời kể của Emily, Tiêu Chính Văn liên tục gật đầu. Phiêu ẩn bên cạnh vô thức liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Mấy trăm năm nay, trận pháp bí mật số một không có ai mở được, nay đã được Tiêu Chính Văn tận tay mở ra. Nếu không có gì bất ngờ thì lần này, tất cả các trận pháp trong tòa trận pháp sẽ được mở ra hết. Chương 2110. Nếu như vậy, Phiêu ẩn không khỏi cảm thấy rét run. Anh Tiêu, có chuyện này tôi không thể không nói rõ với anh, Lữ Thanh Dương và viện trưởng cũng khá thân thiết, hôm nay, anh đã làm mất mặt ông ta trước mặt mọi người, tôi lo lắng rằng ông ta sẽ tìm thời cơ để trả thù anh. Emily nhắc nhở Tiêu Chính Văn. Sở dĩ cô ấy nóng lòng đi tìm Tiêu Chính Văn là vì sau khi Lữ Thanh Dương tức giận rời đi, toàn bộ học viện võ thuật đều đang bàn luận chuyện này. Một học viên bình thường đến từ Hoa Quốc lại làm bẽ mặt giáo viên trước đám đông. Hành vi này chẳng khác mấy so với việc tìm đến cái chết. Dù sao Lữ Thanh Dương cũng là một giáo viên, có ngàn cách để chơi lại Tiêu Chính Văn. Mặc dù Emily biết thực lực của Tiêu Chính Văn, càng biết rõ là ngay cả Andre cũng sẽ phải kính nể Tiêu Chính Văn vài phần, nhưng nếu Lữ Thanh Dương cố tình gây khó dễ, hoặc thậm chí cố tình đẩy Tiêu Chính Văn lên đầu sóng ngọn gió thì hậu quả sẽ rất khó lường. Dù sao trong học viện võ thuật cũng tập hợp những thế hệ trẻ hàng đầu trên thế giới. Chọn bừa một người đều là người xuất sắc ở quốc gia hay gia tộc ấy. Một khi Tiêu Chính Văn trở thành kẻ thù chung của những người này, sẽ tương đương với việc trở thành kẻ thù của cả thế giới. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ gật đầu, anh cũng không quá để tâm đến loại người như Lữ Thanh Dương. Đúng lúc này, trong góc thư viện, một vài thanh niên đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Trong đó có một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest may đo thủ công lạnh lùng cười nói, tôi thực sự tò mò. Tên Tiêu Quân Lâm này có lại lịch thế nào mà ngay cả các giáo viên cũng không thèm coi trọng. Hắn là thân vương của Ưng Quốc. Hơn nữa, còn là cao thủ số một trong thế hệ trẻ bán đảo Lý Tâm, đã từng bái một cường giả cảnh giới thiên thần trong kim tự tháp thần bí làm thầy. Với bối cảnh của mình, hắn vẫn phải khiêm tốn trong học viện võ thuật. Thế mà Tiêu Chính Văn mới đến học viện ngày đầu tiên đã hoành hoang như thế. Hừ, Vương Tử Trác, anh suy nghĩ nhiều rồi. Tôi nghĩ hắn cũng chỉ nhảy nhót được vài ngày thôi, người xưa có câu nói rất hay, mấy kẻ khoe khoang thì chết sớm. Một thanh niên anh Tuấn bên cạnh lạnh lùng nói. Hừ, người Hoa Quốc chạy tới Âu Lục của chúng ta để ra oai, đây là nỗi nhục lớn của chúng ta. Ba Sắc, liên lạc với mấy cao thủ nước cậu, dạy cho hắn một bài học. Trác nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Tử Trác, không cần vội, buổi liên hoan thành lập trường vào tối ngày mai chính là ngày chết của hắn. Ba Sắc nở nụ cười nham hiểm. Chương 2111. Từ khi học viện võ thuật thành lập tới nay vẫn chưa tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường.
Thật ra nói là kỷ niệm ngày thành lập, mục đích chỉ là để cho tất cả học viên lựa chọn bè phái mà thôi. Mỗi người đều có thể nhân cơ hội này tạo dựng quan hệ với cường giả mà mình để tâm tới. Thêm một bước kéo tất cả các quốc gia đứng về phía đối lập với Hoa Quốc. Đặc biệt là trong số những người ở đây còn cả thành viên của Phái Quang Minh cũng có thể tận dụng cơ hội này để thăm dò thái độ của Phái Quang Minh với Học viện Võ Thuật, có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Tối ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn cũng nhận được thông báo tới tham dự buổi liên hoan mừng kỷ niệm thành lập trường. Vốn dĩ Tiêu Chính Văn không định tham gia, thế nhưng Emily cứ mời hết lần này tới lần khác nên cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý. Đối với Tiêu Chính Văn mà nói, gia tộc Rod cũng là một trợ lực lớn trong Âu Lục, dù gì Herod đã nói cho Tiêu Chính Văn biết hết toàn bộ những bí mật có liên quan giữa vùng ngoài lãnh thổ và Học viện Võ Thuật. Từ trong lời nói và việc làm của cụ ấy, Tiêu Chính Văn cũng có thể đoán ra được gia tộc Rod rất có khả năng trở thành con cờ mấu chốt làm tan rã liên minh của 10 gia tộc lớn. Tối ngày hôm đó, đại lễ đường của Học viện Võ Thuật đã được bài trí đâu ra đó từ rất sớm, dưới sự chói lóa của vô số ánh đèn neon rực rỡ như ánh sao, cả đại lễ đường khoác lên một bầu không khí lễ hội rộn ràng. Trên mấy chục chiếc bàn dài cũng được xếp chật kín đủ loại rượu ngon và cao lương mỹ vị. Rất nhiều học viên đều đang túm năm tụm ba tìm chỗ ngồi hợp với ý mình. Emily vừa mới xuất hiện bên trong đại lễ đường đã bị một đám người rất đông quây lấy. Dù gì cô ấy cũng là con gái của gia tộc Rod, lại là một trong số ba cô gái xinh đẹp nhất Âu Lục, người theo đuổi nhiều đến độ không thể đếm hết. Tiêu Chính Văn lách ra khỏi đám người rồi bước đến một chiếc bàn tròn bên trong góc phòng. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng lạnh lùng đưa mắt nhìn Tiêu Chính Văn, trong lòng đang thầm cười toan tính, tối ngày hôm nay Lữ Thanh Dương nhất định sẽ tặng cho anh một món quà lớn. Theo tôi thấy mãi tới tận bây giờ tên Tiêu Quân Lâm này vẫn không biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì. Trương Lăng Phong cười lạnh lùng nói. Đông Phương Tuyết Ngưng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, loại người giống như hắn căn bản sẽ không hiểu được đắc tội với Lữ Thanh Dương sẽ có hậu quả như thế nào, dù gì nơi này cũng là Âu Lục, không phải Hoa Quốc. Hai người nói xong đứng dậy bước về phía sân khấu. Cả Học viện Võ Thuật hiện giờ. Có ai không biết Đông Phương Tuyết Ngưng là bạn gái của Phi Uẩn đâu chứ? Vị trí hàng đầu và bắt mắt nhất đương nhiên chỉ có thể dành cho cô ta. Khi hai người bước vào trong tầm mắt của mọi người, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía Đông Phương Tuyết Ngưng, hơn nữa không ít người đều đang thì thầm bàn tán. Chương 2112. Cảm nhận được vẻ ngưỡng mộ trong ánh mắt của mọi người, Đông Phương Tuyết Ngưng nở một nụ cười cao ngạo. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đồng loạt ngồi xuống. Một lãnh đạo học viện bước lên sân khấu, bắt đầu bài phát biểu vừa dài dòng vừa vô vị, khiến cho các học viên bên dưới đều ngáp ngắn ngáp dài. Không dễ dàng gì vị lãnh đạo học viện này mới kết thúc bài phát biểu, Lữ Thanh Dương là người đầu tiên bước lên bục chủ tịch, liếc mắt nhìn các học viên bên dưới một lượt, cuối cùng sau khi xác định được vị trí của Tiêu Chính Văn thì trên mặt mới lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Là giảng viên của Học viện Võ Thuật, trong buổi lễ long trọng ngày hôm nay, tôi cũng không có nhiều lời muốn nói, tôi tin rằng mọi người đều đã nghe nói đến chuyện Hoa Quốc chúng tôi có một loại thuốc thần kỳ có tên gọi là linh huyết đan. Sau khi uống loại thuốc thần kỳ này, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, cảnh giới có thể nâng cao lên 2 bậc. Tôi biết mọi người sắp sửa phải tiến vào trong tòa trận pháp, có rất nhiều học sinh đều mong muốn có được loại thuốc thần kỳ này để trợ lực cho bản thân. Lữ Thanh Dương vừa nói dứt lời. Gần như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nóng rực để nhìn chăm chăm vào chiếc hộp đàn hương trong tay ông ta. Linh huyết đan có thể nói là bảo vật trong số bảo vật. Dù không thể tiến vào trong tòa trận pháp, có được loại bảo vật này cũng có thể bảo vệ tính mạng bản thân trong những thời khắc mấu chốt. Thử nghĩ mà xem, nếu đột nhiên gặp phải cao thủ mà mình không đấu lại được, dùng loại đan dược này là có thể khiến cho thực lực tăng thêm 2 bậc chỉ trong nháy mắt, đối thủ sẽ chấn động tới mức độ nào đây? Cả đại lễ đường yên lặng tới độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi, ai cũng đều đang chờ đợi Lữ Thanh Dương nói tiếp. Thầy Lữ, ông nói thứ trong tay ông tên là Linh Huyết Đan à? Một giảng viên đến từ Âu Lục kinh ngạc nhìn cái hộp gỗ đàn hương trong tay Lữ Thanh Dương, nói. Không sai, đây chính là bảo vật thuộc sở hữu riêng của Hoa Sơn chúng tôi, mặc dù thời gian tác dụng của nó chỉ là 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng tôi cho rằng bất luận mục đích sử dụng là gì thì 2 tiếng cũng là quá đủ rồi. Lữ Thanh Dương khẽ cười đáp lời. Vừa nói hết câu,
ngay cả trong mắt không ít giảng viên cùng cấp với Lữ Thanh Dương cũng lộ ra vẻ tham lam. Thứ nổ giống như vậy, chỉ cần lấy ra là sẽ khiến cho tất cả mọi người phải tranh cướp, không một ai có thể ngờ được là Lữ Thanh Dương lại mang thứ bảo vật đó ra vào lúc này. Nếu như một cường giả ở cảnh giới thiên vương cấp long năm sao lấy được bảo vật này, vậy thì không phải có thể nâng chiến lực lên cảnh giới thiên thần trong khoảng thời gian ngắn sao? Bỗng chốc, một học viên lớn tiếng đưa ra nghi vấn trong lòng mình. Lữ Thanh Dương khẽ lắc đầu nói, đương nhiên là không, nếu như bây giờ em đang ở cảnh giới thiên thần một sao thì nó có thể giúp em đạt tới cảnh giới thiên thần ba sao trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng không thể đột phá lên cảnh giới quá cao, dù gì nó cũng chỉ có tác dụng bảo vệ tính mạng, muốn đột phá cảnh giới thì vẫn phải dựa vào sự lĩnh hội và nỗ lực của bản thân. Dù là như vậy, linh huyết đan vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi tin rằng mọi người nhất định đều rất muốn có được nó. Thế nhưng linh huyết đan chỉ có một viên, bất luận đưa cho ai thì những người khác đều sẽ nói tôi làm việc không công bằng. Chương 2113. Nếu đã như vậy thì để cho ông trời thay tôi quyết định. Vừa nói, Lữ Thanh Dương vừa rút thanh bảo kiếm ra, chỉ về phía mũi kiếm và nói, thanh kiếm này chỉ về phía ai thì người đó sẽ là chủ nhân của linh huyết đan. Nói xong ông ta giơ tay ném nhanh thanh kiếm dài lên trên bầu trời. Thanh kiếm quay vòng trên không trung gần một phút mới rơi xuống đất. Mọi người nhìn theo hướng mũi kiếm chỉ vào, không một ai là không kinh ngạc tới độ trợn mắt cứng lưỡi. Chỉ thấy hướng mà thanh bảo kiếm chỉ về chính là chiếc bàn của Tiêu Chính Văn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ không thể tin nổi, hơn nữa ánh mắt của đại đa số đều mang theo cả sát khí. Chỉ khi giết chết Tiêu Chính Văn thì mới có thể đoạt được linh huyết đan. Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn sát khí của mọi người, Lữ Thanh Dương cười thầm trong lòng. Đây chính là âm mưu do Lữ Thanh Dương một mình toan tính. Đầu tiên là lấy bảo vật này ra dụ dỗ tất cả mọi người. Sau đó lại giao bảo vật này vào trong tay Tiêu Chính Văn ngay trước mắt đám đông. Mà đừng nói là ở Âu Lục, dù ở Hoa Quốc thì Tiêu Chính Văn cũng chẳng có bối cảnh to tát gì. Một học viên bình thường tới mức không thể bình thường hơn lại có được bảo vật này, nghĩ cũng không cần nghĩ. Đối với Tiêu Chính Văn mà nói, viên linh huyết đan này rõ ràng chính là một lá bùa đòi mạng. Hừ, lần này thằng danh Tiêu Quân Lâm không muốn chết thì cũng khó. Trương Lăng Phong châm biếm nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói. Không sai, chỉ cần anh ta dám nhận viên linh huyết đan này thì đồng nghĩa với việc bước một chân qua cánh cửa địa ngục rồi. Đông Phương Tuyết Ngưng cũng hùa theo. Đúng là chữ tài liền với chữ tai một phần. Ôi chao! Không ngờ người may mắn ngày hôm nay của chúng ta lại chính là bạn học Tiêu Quân Lâm, thật sự chúc mừng cậu, kể từ bây giờ viên linh huyết đan này đã thuộc về cậu. Lữ Thanh Dương nở một nụ cười hòa nhã rồi đưa chiếc hộp đàn hương trong tay mình về phía Tiêu Chính Văn. Nghe Lữ Thanh Dương nói vậy, tất cả giáo viên đều nhíu mày. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, Lữ Thanh Dương đang muốn Tiêu Chính Văn trở thành kẻ địch của toàn bộ học viện võ thuật. Có phải Lữ Thanh Dương làm thế hơi quá đáng không? Hừ, tốn công tốn sức chỉ để nhằm vào một học viên, hơn nữa còn là học viên Hoa Quốc, Lữ Thanh Dương này cũng thật nhỏ mọn. Lại còn lấy linh huyết đan ra để dụ dỗ mọi người trở thành kẻ địch của Tiêu Quân Lâm, đúng là giết người không cần dao. Chương 2114. Tuy nói yêu cầu mà học viện võ thuật dành cho giáo viên rất nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép giáo viên đánh học viên, nhưng lại cho phép học viên và học viên tranh luận. Điều này cũng tạo cơ hội cho Lữ Thanh Dương trả thù. Lứa học viên đầu tiên của học viện võ thuật có rất nhiều người tài. Mà có một vài người còn có lai lịch khó lường, đến cả Andre cũng không dám đắc tội. Chỉ cần khiến nỗi căm hận của những người này dành cho Tiêu Chính Văn tăng cao, Lữ Thanh Dương không tin Tiêu Chính Văn có thể sống sót. Hơn nữa, trong học viện võ thuật còn xây dựng hẳn một sàn đấu võ, đặc biệt dành riêng cho những vụ tranh đấu giữa các học viên với nhau. Cho dù là cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao gây nên sóng to gió lớn trong khu vực sân đấu võ thì những trận pháp bao bọc quanh đó cũng sẽ khiến những khu vực khác không bị ảnh hưởng. Ngược lại tôi nghe nói, tên Tiêu Quân Lâm này đã đắc tội với Lữ Thanh Dương ngay hôm đầu khai giảng. Hơn nữa, Lữ Thanh Dương vốn định đuổi học cậu ta, kết quả là bị lãnh đạo học viện bác bỏ. Cho nên Lữ Thanh Dương thấy mất mặt, muốn giết gà dọa khỉ. Một vị giáo viên tóc vàng mắt xanh đứng bên cạnh nói với các giáo viên khác. Ừ, có thể lắm. Nhưng lỡ đầu Tiêu Quân Lâm biết được chiêu hiểm này của ông ta,
không nhận linh huyết đan thì chuyện này thành trò cười lớn mất. Ngay cả linh huyết đan cũng không dụ được người ta thì sau này Lữ Thanh Dương cũng không thể lăn lộn ở học viện võ thuật được nữa. Lúc này, không chỉ các giáo viên đang nhìn Tiêu Chính Văn, mà ánh mắt của tất cả học viên cũng đồng loạt đổ dồn về phía Tiêu Chính Văn. Quyết định tiếp theo của anh có thể sẽ là quyết định liên quan đến số mệnh của anh. Lữ Thanh Dương, quà tặng quý giá như vậy mà đưa cho một học viên thì có phải hơi long trọng quá không? Theo tôi thấy, chỉ bằng giao cho một trong số mấy người giáo viên chúng tôi đi. Thứ đồ này mà tặng cho học viên thì đúng là không phù hợp. Hơn nữa, mấy hôm nữa bọn họ phải vào tòa trận pháp, đưa loại đan dược nâng cao thực lực này cho ai thì cũng không công bằng với các học viên khác. Một giáo viên tên Rách bước ra khỏi đám đông, đề nghị với Lữ Thanh Dương. Ông ta không tham lam viên linh huyết đan kia, mà quả thật là không muốn nhìn thấy Tiêu Chính Văn bỗng dưng bị biến thành đối tượng đả kích, cuối cùng rơi vào cảnh chết thảm ở học viện võ thuật. Mấy học viên có lai lịch khó lường ở học viện võ thuật nếu đã cố tình chĩa mũi dùi về phía Tiêu Chính Văn, sợ rằng Tiêu Chính Văn không thể sống nổi qua một tháng ở đây. Thầy Rách à, tôi thấy hình như ông lo lắng hơi quá rồi, ban nãy tôi cũng đã nói, thanh kiếm này chỉ về phía ai thì hôm nay người đó là người may mắn, sao tôi nuốt lời được chứ? Lữ Thanh Dương mỉm cười phản bác. Không đợi Rách lên tiếng tiếp, Tiêu Chính Văn đã thuận thế phất tay, chiếc hộp bằng gỗ đàn hương kia bay thẳng về phía anh. Chương 2115. Cảnh giới Thiên Vương, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn. Tuy Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng cũng đạt tới cảnh giới Thiên Vương nhưng hai người họ là trường hợp ngoại lệ. Thứ nhất, xuất thân của Trương Lăng Phong không giống người khác. Hắn đến đây với tư cách là người thừa kế của nhà họ Trương, cảnh giới cao một chút cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của học viện võ thuật. Còn Đông Phương Tuyết Ngưng lớn lên ở Âu Lục, hơn nữa còn là con dâu tương lai của gia tộc Canter, cô ta dùng cảnh giới Thiên Vương để vào học viện võ thuật cũng được lãnh đạo học viện công nhận. Nhưng Tiêu Chính Văn được Hoa Quốc đưa đến, nói cách khác, anh tối đa chỉ ở cảnh giới chủ soái mới đúng. Ngay khi chiếc hộp gỗ đàn hương kia bay vào trong tay Tiêu Chính Văn, vô số ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn thuận tay chụp lấy hộp gỗ đàn hương, cất luôn vào trong ngực và coi ánh nhìn xung quanh như không khí. Các giáo viên trên sân khấu đều hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Chính Văn không biết nhận viên linh huyết đan này thì sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ học viên học viện võ thuật. Thế mà anh còn nhận, thấy Tiêu Chính Văn cất linh huyết đan vào ngực, Đông Phương Tuyết Ngưng nhếch môi cười trên sự đau khổ của người khác. Chẳng lẽ hắn không sợ chết, đến cả loại bảo vật này mà cũng dám nhận. Lần này, e là không cần chúng ta ra tay cũng sẽ có người dạy dỗ hắn. Trương Lăng Phong lạnh lùng nói. Nếu anh ta chê bản thân sống lâu quá thì cứ để anh ta đi vào chỗ chết, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Đông Phương Tuyết Ngưng lạnh lùng cười đáp. Tôi tin rằng mấy ngày nữa ở trong tòa trận pháp, cậu học trò này nhất định sẽ đạt được thành tích kiêu ngạo. Nào, mọi người vỗ tay vì cậu bạn này đi. Lữ Thanh Dương nhe răng cười nói. Nhưng nụ cười trên mặt ông ta còn lộ rõ vẻ nham hiểm. Hơn nữa, lời nói của ông ta cũng như đang nhắc nhở mọi người. Linh huyết đan có thể giúp bọn họ giành được trận pháp tốt nhất bên trong tòa trận pháp. Bên trong giảng đường vang lên tiếng vỗ tay lác đác, hầu hết mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt thèm khát, coi anh như kẻ thù. Chỉ có một số ít học viên không đủ thực lực mới vỗ tay vì Tiêu Chính Văn. Nhưng sau đó, sự chú ý của tất cả mọi người hầu như đều tập trung hết lên người Tiêu Chính Văn, chỉ là e ngại các giáo viên và ban lãnh đạo vẫn đang ngồi ở đây nên hầu như mọi người cũng chỉ ghen tị chứ không dám ra tay. Chương 2116. Nhưng chỉ cần ban lãnh đạo học viện rời đi thì e rằng cuộc cướp đoạt sẽ bắt đầu ngay lập tức. Lễ khai giảng vừa kết thúc, Đông Phương Tuyết Ngưng đã đi về phía Tiêu Chính Văn. Vốn dĩ, nhờ có mối quan hệ với Phi Ân mà Đông Phương Tuyết Ngưng luôn được chú ý. Giờ phút này, cô ta đi về phía Tiêu Chính Văn, không ít người cũng đưa mắt quay đầu nhìn sang. Ba sắc, cô Đông Phương Tuyết Ngưng kia không phải định bảo vệ Tiêu Quân Lâm đấy chứ? Vương Tử Trác nhíu mày, lạnh lùng nói. Cho dù Đông Phương Tuyết Ngưng là bạn gái của Phi Ân, thì chắc cũng không phải là không làm gì được cô ta. Gia tộc của Trác không những là vương tộc mà còn là biểu tượng quyền lực của Âu Lục. Tuy bây giờ gia tộc đó cũng không khác gì vật biểu tượng, sức mạnh không còn như xưa, nhưng ngoài mặt thì ngay cả 10 gia tộc lớn cũng phải cung kính với hắn. Tôi thấy không giống lắm,
vừa nãy cô ta còn giễu cợt Tiêu Quân Lâm, chắc không đến nỗi giúp hắn đâu. Ba Sắc cau mày đáp. Đông Phương Tuyết ngừng bước đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, câu đầu tiên là cười nhạt hỏi, xin hỏi, anh Tiêu có cần tôi giúp một tay không? Hoặc nói là, linh huyết đan của anh có cần tôi giữ hộ không? Không cần, Tiêu Chính Văn còn chưa thèm nhìn Đông Phương Tuyết ngừng đã thẳng thừng từ chối đề nghị của cô ta. Vừa nói xong, mọi ánh nhìn đều kinh hãi nhìn Tiêu Chính Văn. Nếu Tiêu Chính Văn nói với bất kỳ người bình thường nào thì sẽ không khiến mọi người kinh ngạc, nhưng Đông Phương Tuyết ngưng là ai, cô ta là bạn gái của Phiêu Ẩn đấy. Anh làm vậy là không thèm nể mặt Phiêu Ẩn à? Chắc nghe thế, đáy mắt cũng lóe lên ẩn ý sâu xa. Xem ra, thằng danh Tiêu Chính Văn này chán sống rồi. Ban nãy hắn còn lo, lỡ Tiêu Chính Văn giao linh huyết đan ra thật thì hắn có nên ra tay với Đông Phương Tuyết ngưng hay không? Lần này... Tiêu Chính Văn đã giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn này, nghĩ đến đây, chắc không nhịn được mà nở nụ cười nhếch mép. Chương 2117. Tiêu Quân Lâm, anh tưởng đây là đâu, Âu Lục có nhiều gia tộc lớn mạnh và đông đảo người trẻ tuổi giỏi giang, anh cho rằng anh giữ được linh huyết đan sao? Đến lúc đó, không những anh không giữ được linh huyết đan, e rằng ngay cả mạng sống của anh cũng khó mà giữ được. Đông Phương Tuyết ngưng không phải muốn có cho bằng được viên linh huyết đan này. Chẳng qua cô ta chỉ muốn cho tất cả mọi người thấy mình và Tiêu Chính Văn, thậm chí là với tất cả những học viên khác của Hoa Quốc đều không cùng chung một hội. Hơn nữa, cho dù Tiêu Chính Văn gặp phải tai nạn gì, thì bản thân cô ta cũng sẽ không giúp anh. Nói cách khác, hành động này của cô ta là muốn xua tan sự lo lắng của tất cả mọi người, để họ có thể không kiêng dè gì mà ra tay với Tiêu Chính Văn. Có giữ được hay không là chuyện của tôi có nói là cần sự giúp đỡ của cô sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Anh vừa dứt lời, sắc mặt Đông Phương Tuyết ngưng đã trở nên rất khó coi. Ý Tiêu Chính Văn đang bảo cô ta rất hèn hạ. Mấy học viên của Âu Lục thậm chí còn nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tuyết ngưng bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Nụ cười đó khiến Đông Phương Tuyết ngưng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tiêu Lâm Quân, anh đừng có mà không biết điều, bây giờ tôi đã là cao thủ số 1 của học viện võ thuật. Tôi dùng thân phận vợ chưa cưới của Phiêu Ẩn để nói chuyện nói anh. Giọng nói của Đông Phương Tuyết ngưng đột nhiên cao vút, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Nếu không phải do kỹ thuật bắt lấy hộp đàn hương của Tiêu Chính Văn lúc nãy đã chứng minh được anh chí ít cũng là một cường giả cảnh giới thiên vương, thì e rằng Đông Phương Tuyết ngưng đã sớm ra tay với Tiêu Chính Văn rồi. Sở dĩ cô ta còn nhẫn nhịn hoàn toàn là bởi vì từ đầu tới cuối cô ta vẫn chưa nhìn thấu được cảnh giới của Tiêu Chính Văn. Thậm chí ngay lúc này, nhìn từ vẻ ngoài thì Tiêu Chính Văn vẫn chỉ có thực lực của một chủ soái cảnh giới long cấp 5 sao. Cao thủ số 1 của học viện võ thuật sao? Ai phong cho cô danh hiệu này vậy? Hay là cô ta tự đặt cho mình? Tiêu Chính Văn nói một cách điềm tĩnh. Soạt, nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều như nín thở, đây là đang chế nhạo Phiêu Ẩn. Cho dù là chắc cũng không có lá gan lớn như vậy. So về ra thế. Phiêu Ẩn đúng là không phải đối thủ của Trác, thế nhưng so về thực lực thì Phiêu Ẩn đã đánh hắn bay tận mấy con phố rồi. Đây cũng là sự tôn trọng cơ bản giữa hai bên. Thằng nhóc này đúng là điên cuồng, ngay cả Phiêu Ẩn cũng không coi ra gì, hừ. Theo tao thấy hắn không sống nổi tới tối mai đâu. Ánh mắt lạnh lùng của Trác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn nói. Chương 2118. Ba Sắc cũng gật đầu lia lịa, nếu không phải tối nay Phiêu Ẩn có việc không đến được. E rằng giây tiếp theo thằng nhóc này đã trở thành đống thịt nát. Phiêu Ẩn thật sự không phải là một người tốt tính. Trước đây có một giáo viên đến từ Hoa Quốc đã bị hắn cố đánh thành người thực vật chỉ bởi vì đã hất rượu vào người hắn. Tiêu Quân Lâm, chỉ cần lãnh đạo cấp cao của trường rời đi, bất cứ người nào ở đây cũng rất có thể sẽ ra tay với anh, chẳng lẽ anh thật sự không sợ chết sao? Anh có biết ở đây có bao nhiêu học viên không? Cho dù là Phiêu Ẩn cũng không chắc chắn có thể sống sót rời khỏi đây. Đông Phương Tuyết ngưng tiếp tục uy hiếp. Quả thật cô ta đã nói ra lời trong lòng của rất nhiều người, ví dụ như Vương Tử Trác cũng đang chờ đợi cơ hội này. Cho dù sau này Lữ Thanh Dương hay Andre có truy cứu chuyện này, Trác cũng không hề sợ, nhìn bề ngoài Âu Lục chỉ có một cảnh giới thiên thần, nhưng sự thật lại không phải vậy. Trong 10 gia tộc lớn, thực ra có 4 gia tộc lớn cũng có cường giả cảnh giới thiên thần chấn giữ. Chẳng qua là ngày thường bọn họ sống ru rú trong nhà, vốn không tham gia vào những việc của thế tục. Nhưng một khi chọc giận đến những gia tộc này,
hoặc nói cách khác, chỉ cần gia tộc Trác ra tín hiệu cầu cứu với bọn họ thì bốn cường giả cảnh giới thiên thần cũng sẽ đến đúng lúc. Sao vậy? Tôi nói chúng nỗi lòng của anh à. Nếu tình thế đã rõ ràng như vậy thì chỉ cần anh giao linh huyết đan ra, tôi có thể đảm bảo an toàn tính mạng của anh, ít nhất, có thể để anh sống sót rời khỏi Âu Lục. Thấy Tiêu Chính Văn không đáp lại, trong lòng Đông Phương Tuyết Ngưng không khỏi giễu cợt. Cho dù Tiêu Chính Văn có cứng miệng cỡ nào, thì trong lòng không phải cũng sợ trở thành đối tượng công kích của mọi người sao? Cút, Tiêu Chính Văn lạnh lùng thốt ra một chữ. Từ cút này vang vọng khắp giảng đường, tất cả mọi người đều nghe thấy rất chân thật. Hơn nữa, từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn cũng không thèm liếc nhìn Đông Phương Tuyết Ngưng, giống như đang xua đuổi một con chó bám đuôi. Nghe được từ cút này, không những Đông Phương Tuyết Ngưng không dám tin đây là sự thật, mà ngay cả không ít học viên cũng nhìn đến ngu người. Đó là vị hôn thê của Phi Uẩn đấy, có tới 70% giáo viên trong học viện võ thuật đều phải kính nể Phi Uẩn mấy phần. Nhưng Tiêu Chính Văn lại lớn tiếng bảo vị hôn thê của hắn cút. Ồ, học sinh này đúng là quá ngông cuồng, khó trách Lữ Thanh Dương không chịu buông tha, thậm chí còn không tiếc dùng linh huyết đan để trả giá, cũng phải đưa anh ta vào chỗ chết. Đúng vậy, đắc tội với Phi Uẩn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với đắc tội một giáo viên đấy. Mấy giáo viên nhao nhao quay qua thảo luận sôi nổi. Trong lòng mỗi người bọn họ đều biết rõ, chỉ cần bọn họ rời khỏi giảng đường thì một trận chiến lớn không thể tránh khỏi sẽ xảy ra. Chương 2119. Hôm nay, Tiêu Chính Văn chắc chắn không thể nào sống sót rời khỏi lễ đường. Mới đầu Đông Phương Tuyết Ngưng còn tưởng mình nghe lầm, nhưng rất nhanh đã định thần lại, lạnh lùng đánh giá Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Quân Lâm. Nhất cử nhất động của anh bây giờ rất giống với một người cũng họ Tiêu đấy. Đáng tiếc là anh không có thực lực của anh ta, nhưng lại hoàn toàn kế thừa được đặc điểm thích giả vờ của anh ta. Một người không có thực lực, lại còn thích phô trương, ở Hoa Quốc có lẽ không có người so đo với anh, nhưng ở đây là Âu Lục, anh không cầu xin sự giúp đỡ của chúng tôi thì đã đành, lại còn muốn làm kẻ thù của chúng tôi, đúng là chán sống. Chẳng lẽ anh không biết? Toàn bộ Âu Lục đều không có ai bênh vực anh sao? Thậm chí đến khi chết cũng sẽ không có người giúp anh nhặt xác. Đông Phương Tuyết Ngưng nói với vẻ rất tự tin. Những quý tộc của Âu Lục, ai sẽ để ý đến sự sống chết của một người Hoa Quốc chứ? Cho dù Tiêu Chính Văn có chết ở học viện võ thuật thì ai sẽ nhặt xác cho anh? Huống hồ, những người muốn đối phó với Tiêu Chính Văn hôm nay cũng không chỉ có mình cô ta, trước tiên. Cô ta đã sớm cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Trác. Điều này cho thấy, Tiêu Chính Văn sớm đã bị ông trùm nhắm trúng. Thật sao, thân phận vợ chưa cưới của Phi Uẩn đã có thể khiến cô có cảm giác ưu việt như vậy à? Tôi lại cảm thấy gia tộc Canter cũng chỉ có thế mà thôi. Ngay khi Đông Phương Tuyết Ngưng không kiêng dè gì mà hét lên với Tiêu Chính Văn, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Ngay sau đó, mọi người đều không khỏi kinh ngạc nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Chỉ thấy Emily của gia tộc Rhodes đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lạnh lùng nhìn về phía Đông Phương Tuyết Ngưng. Mọi người xung quanh nhất thời đều ngơ ngác, ngay cả Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong cũng sững sờ. Bọn họ đâu hề biết Emily và Tiêu Chính Văn đã quen biết nhau từ sớm. Càng không ngờ ngay vào thời điểm quan trọng này Emily lại đứng ra nói giúp cho Tiêu Chính Văn. Tuy rằng gia tộc Rhodes không phải là một gia tộc đứng đầu trong 10 gia tộc lớn, nhưng sức ảnh hưởng trong 10 gia tộc lớn vẫn rất lớn. Có thể sánh ngang tầm cỡ cũng chỉ có gia tộc Kai. Không biết gia tộc Rhodes chúng tôi có đủ tư cách để nói giúp cho anh Tiêu hay không? Emily vừa nói, vừa bước ra khỏi đám đông, chạy thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Còn Tiêu Chính Văn ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, thậm chí từ đầu đến cuối còn không có nhếch mắt lên. Đông Phương Tuyết Ngưng nhìn cảnh tượng này với vẻ không thể tin được, sắc mặt cô ta tái xanh, trợn mắt há mồm, đứng ngơ ngác tại chỗ. Chương 2120. Đông Phương Tuyết Ngưng sửng sốt, xoay người nhìn Emily nói, Emily, tôi biết gia tộc Rhodes không tầm thường, nhưng dù phía sau cô có gia tộc Rhodes chống lưng cũng không thể đối địch với mọi người chứ. Cô ta nói thế, Emily cũng không khỏi ngơ ngác. Lúc này rất nhiều ánh mắt nhìn cô ấy đều hiện lên vẻ kinh ngạc, khó hiểu và còn vài ánh mắt lạnh lùng. Quả thật Emily có địa vị cao đến mức đáng ngưỡng mộ trong mắt người bình thường. Nhưng mọi người ở đây có người nào là người bình thường đâu. Dù gia tộc Rhodes có mạnh đi chăng nữa cũng không thể chống đối lại cả học viện võ thuật.
Khi Emily hít sâu một hơi, vừa định lên tiếng thì cùng lúc đó một giọng nói lạnh như băng chen vào. Emily, gia tộc Roth thì giỏi lắm sao? Dứt lời, Vương Tử Trác chậm rãi đứng lên. Ly rượu trên bàn của hắn đều nổ tung ngay lập tức, một luồng khí thế cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao bùng nổ trong cả lễ đường. Vương Tử Trác, tôi mong anh có thể bình tĩnh, nếu không anh không thể gánh được hậu quả đâu. Emily có vẻ hơi sợ hãi, nhưng Tiêu Chính Văn là ai cơ chứ? Hôm đó trong tiệc sinh nhật của gia tộc Canter, ngay cả Andre cũng phải cúi đầu chịu thua trước anh. Hừ, tôi không thể gánh được hậu quả sao? Vương Tử Trác nở nụ cười đầy vẻ thú vị. Cả Âu Lục này còn có việc mà chắc hắn không thể gánh được à? Bà nội hắn chính là tổ mẫu của tất cả quốc vương và quốc chủ ở Âu Lục. Ai dám bất kính với hắn thì đang vả vào mặt tất cả quốc vương và quốc chủ ở Âu Lục. Tiêu Quân Lâm, anh có phải là đàn ông không thế, lẽ nào anh chỉ biết đứng phía sau lưng phụ nữ thôi sao? Vừa nói, khí thế và uy lực cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao của Trác vây chặt lấy Tiêu Chính Văn. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Chuyện đến nước này đã không còn đường quay đầu nữa rồi, thậm chí một số giáo viên cũng đều đứng tránh ra xa. Chỉ có một giáo viên thấy chuyện không ổn vội vàng chạy như bay đến văn phòng làm việc của Andre. Chỉ là dù khí thế của Trác mạnh thế nào, hơi thở của hắn lại không thể chạm đến khăn trải bàn chỗ bàn Tiêu Chính Văn được. Trác chưa kịp lên tiếng, Đông Phương Tuyết Ngưng đã giành lên tiếng trước, cười khẩy nói, Tiêu Quân Lâm, bây giờ còn không chịu nói gì à? Sao anh không dám nói Vương Tử Trác cút đi? Một tên ẻo lả chỉ biết đứng sau lưng phụ nữ, anh làm mất mặt đàn ông Hoa Quốc quá. Nói thật cho anh biết, không ai ở Âu Lục có thể sánh được với địa vị của Vương Tử Trác, dù có là gia tộc Rốt cũng không bảo vệ được anh. Chương 2121. Hôm nay, một là anh giao linh huyết đan ra, hai là để mạng lại. Đông Phương Tuyết Ngưng vừa dứt lời, Trác và Ba Sắc đều cười nhạo. Hai người đều là cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao, hai thiên vương địa cấp 3 sao cùng nhau ra tay thì dù Tiêu Chính Văn là cảnh giới thiên vương địa cấp 4 sao cũng chưa chắc có thể giữ được mạng. Nhưng Tiêu Chính Văn là thiên vương địa cấp 4 sao à? Trong mắt Trác và Ba Sắc, anh cùng lắm chỉ là một thiên vương một sao thôi. Hai, giáo viên lúc nãy ra mặt giúp Tiêu Chính Văn không khỏi thở dài. Quả nhiên sự việc vẫn phát triển như hướng ông ta đã dự đoán. Hơn nữa lần này người gây rắc rối cho anh lại là người không ai có thể chọc vào nổi. Đó là cháu của tổ mẫu Âu Lục đấy. Thậm chí nhiều giáo viên bên cạnh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Việc đã đến nước này, Tiêu Chính Văn hết đường lui rồi. Bất kể là giao linh huyết đan ra hay không thì sau này học viện võ thuật không có chỗ cho anh dung thân nữa. Ngược lại Tiêu Chính Văn rất tự nhiên bưng ly rượu vang lên, nhấp một hớp, sau đó từ tốn đặt ly rượu xuống. Hừ, nhìn thấy rồi chứ, anh ta chỉ biết giả vờ bình tĩnh, anh nghĩ anh ngồi đó không đứng lên thì không có chuyện gì nữa sao? Nói thật cho anh biết, hôm nay anh không bước ra khỏi hội trường này được đâu. Đông Phương Tuyết Ngưng chỉ vào Tiêu Chính Văn lạnh lùng chế giễu. Trác cũng bật cười theo, lắc đầu nói, lẽ nào người Hoa Quốc đều sợ hãi giống anh sao? Ngay cả một câu cũng không dám nói, chẳng dám thả dám nữa là... Nếu đã thế thì hà tất gì anh phải nhận viên linh huyết đan đó. Đúng là tự rước nhục vào mình. Trác vừa dứt lời, Emily chỉ đành thở dài. Sau đó lùi về sau mấy bước. Đã nói đến mức này thì Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể để họ rời khỏi đây. Nếu những người này tự tìm đến cái chết thì cô ấy cần gì phải uổng công vô ích. Ngay lúc này chuông điện thoại Đông Phương Tuyết Ngưng bỗng vang lên. Sau khi mở tin nhắn ra đọc, nụ cười trên mặt Đông Phương Tuyết Ngưng càng rõ ràng hơn. Tiêu Quân Lâm, nói cho anh biết một tin rất không tốt, chồng chưa cưới của tôi sắp đến rồi, chỉ cần anh ấy đến thì hôm nay là ngày chết của anh. Đông Phương Tuyết Ngưng tràn đầy tự tin nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý. Chỉ riêng câu mắng cô ta cút trước mặt mọi người cũng đủ để khiến Phiêu Ân nổi giận. Đông Phương Tuyết Ngưng vừa dứt lời, một người đàn ông khôi ngô mặc đồ vest đen, vóc dáng cao lớn xuất hiện ở cửa hội trường. Ngay lúc hắn xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người đều bị hắn thu hút. Chương 2122. Phiêu Ân, người Hoa Quốc này xong đời rồi. Trong đó có không ít người vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông trẻ tuổi ở cửa chính là Phiêu Ân.
nhìn thấy Phiêu Ân, gương mặt Đông Phương Tuyết Ngưng hiện lên vài phần đắc ý. Phiêu Ân, anh đến đúng lúc quá, có người bất kính với vợ chưa cưới của anh đó. Khóe môi Trác cong lên một nụ cười chế nhạo. Nghe thế Phiêu Ân sửng sốt, sau đó nhìn về phía Đông Phương Tuyết Ngưng. Nhưng ánh mắt chỉ dừng ở chỗ cô ta mấy giây, sau đó rời tầm mắt sang nhìn Tiêu Chính Văn đang ở bên cạnh cô ta. Phiêu Ân chưa kịp bước đến chào Tiêu Chính Văn thì Đông Phương Tuyết Ngưng đã bước đến chỗ hắn. Phiêu Ân, vừa rồi có người mắng em cút. Cái gì? Phiêu Ân không khỏi nhíu mày. Lúc nãy, tên Hoa Quốc không biết sống chết này bảo vợ chưa cưới của anh cút đi đấy. Trác chỉ vào Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Phiêu Ân nhíu chặt mày nói, ồ, em nói là anh ấy bảo em cút à? Đông Phương Tuyết Ngưng ấm ức nói, đúng rồi đó. Chính là anh ta. Vốn dĩ em có lòng tốt nói anh ta giao linh huyết đan ra nhưng không ngờ anh ta không biết tốt xấu, còn bảo em cút đi. Vừa nói, Đông Phương Tuyết Ngưng vừa ôm lấy cánh tay Phiêu Ân, đi đến gần Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Quân Lâm, anh có gan thì nói lại lời lúc nãy trước mặt chồng chưa cưới của tôi xem nào. Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt giễu cợt, bây giờ Phiêu Ân đã ở đây, Tiêu Chính Văn còn dám hoành hoang nữa không? Tiêu Chính Văn bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Tuyết Ngưng nói, cút. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tiêu Chính Văn còn dám nói lại chữ kia một lần nữa trước mặt Phiêu Ân. Ngay cả Đông Phương Tuyết Ngưng cũng sửng sốt. 3 giây sau cô ta mới hoàn hồn chỉ vào Tiêu Chính Văn hét lên, Phiêu Ân, anh nghe rồi chứ, anh ta dám bảo em cút trước mặt anh luôn cơ đấy. Sắc mặt Phiêu Ân vô cùng khó coi, gật đầu nói, ừ, anh ấy bảo cô cút. Tôi cũng nghe thấy rồi, thấy sắc mặt của Phiêu Ân u ám tới cực điểm, trong lòng Đông Phương Tuyết Ngưng càng vui vẻ hơn. Theo cô ta thấy, lúc này Phiêu Ân đã hoàn toàn nổi điên rồi. Tiếp theo sẽ báo thù cho người vợ sắp cưới là cô ta. Chương 2123. Người nhà họ Tiêu không phải rất ngông cuồng sao? Bây giờ thì thế nào? Ở trước mặt chồng sắp cưới của cô ta, Tiêu Chính Văn có là cái thá gì đâu. Tiêu Quân Lâm. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết bị người khác tát vào mặt sẽ có cảm giác như thế nào. Lát nữa tôi phải giáng cho anh mấy cái tát thật mạnh ở trước mặt tất cả mọi người. Đánh nát cái miệng hèn hạ của anh. Nói xong, Đông Phương Tuyết Ngưng đưa mắt nhìn sang Phiêu Ân. Chỉ là, sau khi cô ta nói xong mấy lời này, không hiểu sao sắc mặt của Phiêu Ân lại càng thêm khó coi hơn. Phiêu Ân, không cần phải bực mình vì một nhân vật nhỏ bé của Hoa Quốc, không cần anh phải ra tay. Để tôi giúp anh luôn. Nói xong, Trác sải bước tiến về phía Tiêu Chính Văn. Ồ, ngay cả mấy người cũng tính ra tay à? Phiêu Ân liếc nhìn Trác và Ba Sắc. Trác khẽ gật đầu, vô cùng thân thiện mỉm cười nói, thật ra tôi cũng chỉ vì anh mà thôi. Tên Hoa Quốc thấp hèn này lại dám độc chiếm linh huyết đan, hắn có huyết thống cao quý tới vậy sao? Loại người có huyết thống thấp hèn như hắn chỉ có thể liếm gót giày cho những quý tộc thực thụ như chúng ta mà thôi. Tôi muốn xử lý hắn là bởi vì muốn cho đám thấp hèn này hiểu ra địa vị của bọn chúng trong học viện võ thuật. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng của Trác liếc nhìn mấy thanh niên người Hoa Quốc còn lại. Trác vừa dứt lời, Lữ Thanh Dương đã khoanh tay bước ra khỏi đám người, cười lạnh lùng nói, Tiêu Quân Lâm, sao nào? Tôi nói đuổi học cậu thật ra là muốn giữ cho cậu một mạng đấy. Nếu như ban đầu cậu không ngang ngược như vậy thì cũng sẽ chẳng rơi vào bước đường như ngày hôm nay. Phiêu Ân lạnh lùng liếc nhìn mọi người, nghiến răng kêu ken két. Được, nếu như cô nói muốn tát anh ấy cho đến khi miệng anh ấy nát bươm mới dừng lại, vậy thì tôi, vẫn chưa nói hết câu, chỉ nghe thấy một tiếng bốp. Vang lên. Phiêu Ân bất ngờ giơ tay lên giáng cho Đông Phương Tuyết Ngưng một cái tát đau điếng. Sẽ cho cô được toại nguyện. Sau khi tát xong, Phiêu Ân mạnh mẽ quay người lại, trừng mắt lạnh tanh nhìn về phía Đông Phương Tuyết Ngưng. Trong lễ đường. Hàng nghìn người đều sững sờ. Đông Phương Tuyết Ngưng bị Phiêu Ân tát văng ra xa mười mấy mét, nặng nề đập lên một cây cột trụ, ngay cả mặt cũng bị đụng nát. Máu tươi túa ra, mãi một lúc sau, Đông Phương Tuyết Ngưng mới bỏ từ dưới đất lên, ôm lấy bên má bị tát sưng húp, đờ đẫn nhìn về phía Phiêu Ân với vẻ không thể tin nổi. Cái tát này thực sự đến quá đột ngột, mãi tới bây giờ trong đầu Đông Phương Tuyết Ngưng vẫn còn ngơ ngẩn. Dù có đánh nhầm thì, sự nhầm lẫn này cũng quá lớn rồi nhỉ. Trong ánh mắt của Phiêu Ân lóe lên tia sáng sắc lạnh, cứ thế nhìn chằm chằm Đông Phương Tuyết Ngưng. Chương 2124.
Nếu như hắn sớm biết chuyện Đông Phương Tuyết Ngưng nhìn Tiêu Chính Văn không thấy thuận mắt, vậy thì khi đó sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước với cô ta luôn rồi. Tiêu Chính Văn là ai cơ chứ? Là người mà không một ai trong gia tộc Canter dám động vào. Sao hắn có thể đắc tội với Tiêu Chính Văn chỉ vì một người phụ nữ chứ? Người phụ nữ đáng chết này không chỉ đang hãm hại hắn mà còn đang kéo cả gia tộc Canter vào trong đống lửa. Nếu thật sự chọc giận Tiêu Chính Văn, gia tộc Canter sẽ không còn tồn tại chỉ sau một đêm. Dù là Andre cũng tuyệt đối không thể nhúng tay vào chuyện này. Phiêu ẩn, anh, sao anh lại đánh em? Cuối cùng Đông Phương Tuyết Ngưng cũng không chịu nổi nữa, cứ thế gào lên chất vấn. Cô ta không gào lên còn tốt, vừa mới gào mồm lên, lửa giận của Phiêu ẩn lại lập tức xông lên tận đỉnh đầu. Hắn lại lao tới trước mặt Đông Phương Tuyết Ngưng nhanh như tên bắn, không thèm nói thêm lời nào, vung mạnh tay lên giáng xuống thêm một bạt tai nữa. Bốp, bạt tai này thậm chí còn vang hơn, sức lực cũng mạnh hơn, khiến cho Đông Phương Tuyết Ngưng lao vút lên không trung, xoay một vòng rồi mới ngã xuống mặt đất. Anh Tiêu bảo cô cút, đó là may mắn của cô nên cút đi ngay mới đúng. Giọng nói trầm khàn của Phiêu ẩn vang lên, một luồng sát khí từ dưới chân của Phiêu ẩn dâng thẳng lên trên không, khiến đèn treo bên trên lễ đường đều vỡ tan tành. Anh Tiêu, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe thấy hai chữ này. Hóa ra bọn họ đều cho rằng sự xuất hiện của Phiêu ẩn sẽ chỉ khiến cho tình cảnh của Tiêu Chính Văn thêm phần bi thảm. Thế nhưng không ai ngờ được rằng, vì Tiêu Chính Văn, mà Phiêu ẩn thậm chí còn không ngại nặng tay như thế với vợ sắp cưới của mình. Phiêu ẩn, anh điên rồi sao? Trác cũng nhìn về phía Phiêu ẩn với vẻ không thể tin nổi. Thế nhưng một giây sau, Phiêu ẩn đã quay người, cơ thể giống một như tia sét lao thẳng về phía Trác. Không đợi Trác hoàn hồn trở lại, một tia sáng trắng đã lao thẳng tới ngay trước mặt hắn. Bốp, một cú đấm ở cự ly gần như vậy, Trác đâu thể phản ứng kịp. Huống hồ Phiêu ẩn còn cao hơn hắn một cảnh giới. Dù cho hắn biết rõ Phiêu ẩn tung cú đấm về phía mình thì căn bản cũng chẳng thể nào né tránh. Cú đấm mạnh mẽ này khiến Trác bay thẳng ra xa hơn 20 mét, đập vỡ một cây trụ lớn trông to hơn cả hai người bình thường. Chương 2125. Khụ, Trác phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất, hai mắt nhìn về phía Phiêu ẩn với vẻ không dám tin. Dù có thế nào hắn cũng không ngờ được Phiêu ẩn lại vì tên Tiêu Quân Lâm đó mà dám ra tay với hắn. Phiêu ẩn, anh muốn chết à? Mấy thanh niên ở cảnh giới thiên vương hai sao đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía Phiêu ẩn bằng ánh mắt đối địch. Ngay cả các giảng viên cũng vô thức tiến lên trước một bước, thế nhưng lại chẳng có ai dám đứng ra ngăn cản. Từ đầu tới cuối, Tiêu Chính Văn vẫn giống như một người ngoài cuộc, vừa uống rượu vang vừa ăn quả hạch, ánh mắt điềm nhiên quan sát cảnh tượng diễn ra phía trước. Mãi tới lúc này, Emily mới thở phào một hơi. Cô ấy và gia tộc của mình có năng lực gì để bảo vệ cho Tiêu Chính Văn chứ? Tiêu Chính Văn cần tới gia tộc Rốt bảo vệ sao? Rõ ràng là một chuyện quá đỗi nực cười. Dù gì trước đây cô ấy cũng đã nhìn thấy Phiêu ẩn như một tên tay sai hầu hạ Tiêu Chính Văn. Vậy nên hôm nay khi Phiêu ẩn ra tay với Đông Phương Tuyết Ngưng, cô ấy cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Ồ, kỳ thực sao mấy người không thử nghĩ xem từ lúc nào mà gia tộc Rốt lại ra mặt vì một nhân vật thấp bé? Đáng tiếc, mấy người căn bản không thể nhìn ra được lý do bên trong. Emily lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sợ ngu người, lẽ nào Emily đã biết thân phận của Tiêu Chính Văn không hề tầm thường từ lâu rồi ư? Chỉ dựa vào mấy người mà cũng muốn cướp linh huyết đan, mấy người có hợp sức lại với nhau thì cũng chẳng đủ để anh Tiêu nghiền nát bằng một đầu ngón tay. Mấy người cho rằng mình có lực lượng đông đảo. Nhưng lại không biết mấy người đã gây nên họa lớn tày trời cho gia tộc mình rồi. Emily lạnh lùng liếc nhìn Trác và Ba Sắc. Cái gì, ngay cả vương tử Trác mà cũng gây ra họa lớn cho gia tộc ư? Thanh niên Hoa Quốc này rốt cuộc có thân phận gì, đến tổ mẫu của Âu Lục mà cũng dám động vào. Tất cả hành động ngày hôm nay của mấy người có thể dùng từ không biết lượng sức mình để hình dung. Thầy Lữ, với tư cách là một giảng viên, thầy thật sự không nên mang lòng dạ hẹp hòi như thế. Thầy cho rằng anh Tiêu phải sợ thầy sao? Thầy cho rằng dựa vào một mình thầy là có tư cách để đấu với anh Tiêu à? Lẽ nào thầy còn không hiểu tại sao học viện lại đứng về phía anh Tiêu mà không quan tâm tới thể diện của thầy ư? Rốt cuộc ai lại có quyền lực lớn để đưa ra quyết định này đây? Câu nói người không có hiểu biết thì dù sống tới trăm tuổi cũng chỉ uổng phí thời gian chính là nói loại người như thầy đấy.
Emily vô cùng lạnh lùng châm biếm. Chương 2126. Nghe thấy Emily nói vậy, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Lữ Thanh Dương càng cảm thấy chấn động hơn. Mặc dù Emily chưa nói thẳng tên, nhưng ngoài người đó ra còn có ai có quyền lực lớn như vậy chứ? Ngay từ đầu anh Tiêu đã không thèm để ý đến mấy người thật sự cho rằng anh Tiêu sợ mấy người sao? Chỉ dựa vào mấy người có đáng để anh Tiêu sợ không? Thật ngốc nghếch và ngây thơ, lời nói của Emily rất thẳng thừng, nhưng lại là thật. Từ đầu tới cuối, Tiêu Chính Văn chưa từng nhìn thẳng vào những người này, bất kể là Vương Tử Trác hay Đông Phương Tuyết Ngưng. Còn Lữ Thanh Dương, Tiêu Chính Văn cũng chẳng thèm để ý đến. Bây giờ những chuyện liên quan đến Học viện Võ thuật của Âu Lục, Tiêu Chính Văn gần như đã điều tra xong. Chuyện liên quan đến Học viện Võ thuật và vùng ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn cũng đã nắm rõ trong lòng. Nếu không phải do đám người Lữ Thanh Dương và Trác Kiếm Cớ gây sự thì Tiêu Chính Văn đã định về nước. Dù sao những cường giả ngoài lãnh thổ cũng sắp quay về, nhưng Hoa Quốc lại toàn hoàn không hay biết gì. Trước lúc đó, Tiêu Chính Văn phải nhanh chóng trở về thông báo cho thiên tử, để sớm chuẩn bị. Sau khi những cường giả ngoài lãnh thổ trở lại, quốc gia nào cũng có thể loạn, duy chỉ có Hoa Quốc không thể loạn. Bây giờ mọi người mới nhận ra, những biểu hiện trước đây của Tiêu Chính Văn thực ra chỉ là khinh thường. Hừ, Phi Uân, chẳng lẽ anh thật sự muốn vì người Hoa Quốc này mà trở thành kẻ thù của vương tộc Lý Tâm sao? Tổ mẫu của tôi đã từng là chủ nhân của cả Âu Lục, anh thật sự muốn vì hắn mà đắc tội với toàn bộ Âu Lục ư? Trác gắng gượng đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm vào Phi Uân bằng ánh mắt vô cùng oán hận, mở miệng nói. Cho dù Phi Uân đã cho hắn một bạt tai, hắn cũng tuyệt đối không thể để yên chuyện này. Mặc dù hắn kém Phi Uân một bậc, nhưng Âu Lục không phải chỉ có một gia tộc Canter. Sau lưng hắn còn có 10 gia tộc lớn, chỉ cần hắn gọi bừa một cao thủ cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao ra cũng có thể lấy mạng Phi Uân. Dù sao Phi Uân cũng chỉ là một người xuất chúng trong những người trẻ tuổi, chứ không phải là người mạnh nhất Âu Lục. Dứt lời, tất cả mọi người đều như nín thở. Trác nói rất đúng. Hắn là người của vương tộc Lý Tâm, không phải là một gia tộc đơn giản. Lực lượng phía sau không thể nào ước tính được, 10 gia tộc lớn cũng phải giữ chút thể diện cho vương tộc Lý Tâm. Trong tình huống như thế này, Phi Uân đánh hắn bị thương thì sẽ mang lại cho gia tộc Canter một mối họa khôn lường. Nhưng Phi Uân chỉ cười nhạt, vương tộc thì đã sao? Ở thời đại này chỉ nói về thực lực, vương tộc mà không có thực lực thì cũng giống như một con dê, chỉ có thể mặc cho người khác kinh thường chém giết. Anh Tiêu, người này bất kính với anh, xin hỏi anh Tiêu muốn xử lý như thế nào? Chương 2127. Phi Uân vô cùng cung kính đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, thấp giọng hỏi. Lúc này Tiêu Chính Văn mới buông ly rượu trong tay xuống, còn không thèm liếc nhìn Trác, bình tĩnh nói, giết đi. Giết đi, Phi Uân nuốt nước bọt, lại lắc đầu. Mãi lâu sau, hắn mới chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn Trác nói, Trác, dù anh là người của vương tộc Lý Tâm, nhưng đắc tội với anh Tiêu, anh cũng chỉ có thể cam chịu số phận thôi. Nói đến đây, hai tay Phi Uân siết chặt thành nắm đấm, lao về phía Trác. Chờ, chờ đã, Phi Uân, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Cho dù Andre có đến, cũng không dám động vào tôi. Anh phải tỉnh táo lại. Trác nhìn thấy sát khí lóe lên trong ánh mắt Phi Uân. Trong nắm đấm đó tỏa ra một vầng sáng nhẹ, dưới sự bao phủ của hơi thở cảnh giới Thiên Vương 4 sao, Trác đã bắt đầu run lẩy bẩy. Không, Phi Uân, chỉ cần bây giờ anh dừng tay, mọi thứ đều vẫn còn kịp, tôi có thể không truy cứu trách nhiệm việc anh đánh tôi bị thương. Nếu như anh cứ khăng khăng làm theo ý mình, anh sẽ không gánh vác nổi hậu quả đâu. Cho dù là cả gia tộc Canter cũng không thể nào gánh vác được. Trác gần như sắp khóc tới nơi. Còn người đi theo hắn là Ba Sắc lúc này đã trốn rất xa, không dám tiến lên phía trước. Sát khí trong mắt Phi Uân càng lúc càng mạnh, thậm chí hắn có thể cảm nhận được cái chết đã đến rất gần trong gang tấc. Hậu quả, không gánh nổi ư, Tiêu Chính Văn khẽ cười. Sau khi nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Phi Uân lại tăng tốc độ, đến trước mặt Trác trong nháy mắt. Mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng ở trước mặt Phi Uân, Trác còn không có nổi năng lực để chống đỡ. Phi Uân tung nắm đấm, hai mắt lóe lên sát khí, khoảnh khắc sắp lấy mạng Trác bằng một cú đấm, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, dừng tay. Ngay sau đó,
Andre chạy nhanh vào lễ đường, thở hổn hển trước mặt Tiêu Chính Văn nói, cậu Tiêu, chuyện này có thể chấm dứt ở đây được không? Xem như nể mặt tôi. Vốn dĩ Andre đến là muốn ngăn cản đám người Đông Phương Tuyết Ngưng gây rối. Theo ông ta thấy, sự việc căn bản sẽ không tiến triển đến mức này, cùng lắm chỉ bắt đám người Trác rời khỏi đây mà thôi. Nhưng không ngờ, Tiêu Chính Văn lại có ý muốn giết Trác. Thể diện, ông có thể diện trước mặt tôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Andre, dứt lời, khắp cả lễ đường trong học viện võ thuật lập tức yên ắng như tờ. Lữ Thanh Dương cũng sững sờ. Người này là Andre đấy, Tiêu Chính Văn lại dám nói chuyện với ông ta bằng giọng điệu này ư. Chương 2128. Trương Lăng Phong lập tức bị dọa sợ đái ra quần, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn không nên gây rắc rối với Tiêu Chính Văn, một khi anh xử lý xong Trác, quay đầu lại tìm đến hắn thì muốn trốn cũng chẳng trốn được. Đông Phương Tuyết Ngưng chỉ cảm thấy như sét đánh trên đỉnh đầu. Hóa ra trước giờ người mà cô ta vẫn luôn xem thường và chế nhạo lại một đại Phật. Sao lại có thể như vậy chứ? Andre bị Tiêu Chính Văn hỏi đến mức nghẹn lời. Quả thật, ở trước mặt Tiêu Chính Văn, ông ta làm gì còn có thể diện. Dù Tiêu Chính Văn giáng cho ông ta một bạt tai ngay trước mặt mọi người thì ông ta cũng không dám nói một từ không. Tôi hy vọng ông sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng về chuyện hôm nay. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm vào Andre. Fionn nghe vậy, vội vàng lùi ra mấy bước, đứng sau lưng Tiêu Chính Văn. Andre trầm mặc hồi lâu, chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Trác với ánh mắt đằng đằng sát khí. Trác, tôi nhớ ngày đầu tiên cậu đến đây, tôi đã cảnh cáo cậu, đừng chống đối với học viên của Hoa Quốc, nhưng cậu lại xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai. Hơn nữa, cậu cũng không thể tưởng tượng nổi, cậu đã đắc tội với người như thế nào, nhưng tôi có thể nghiêm túc nói cho cậu biết, chuyện hôm nay sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Andre khàn giọng nói, đôi mắt gần như phun ra lửa. Ngay cả nhiệt độ khắp lễ đường đều giảm xuống mười mấy độ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Andre, bất kể ai cũng có thể nhìn ra sát khí trong mắt ông ta. Trác vội vàng chỉ vào khuôn mặt đã bị đánh sưng vù của mình nói, ông Andre, người hôm nay bị đánh không phải là Tiêu Quân Lâm. Mà là tôi, người bị thương nặng, chẳng lẽ, tôi bị đánh ra nông nỗi này còn chưa đủ sao? Tôi có thể không truy cứu bất kỳ ai, chẳng lẽ như vậy cũng không đủ để nguôi cơn giận của ông hả? Hơn nữa, tôi phải nhắc nhở ông Andre, ông cũng là người của gia tộc Kai, mỗi một lời nói và việc làm của ông đều đại diện cho gia tộc Kai. Chẳng lẽ, ông thật sự muốn giúp người của Hoa Quốc giết tôi sao? Nghe những lời này, Andre giận đến mức bật cười. Giúp Tiêu Chính Văn giết hắn. Tiêu Chính Văn cần người khác giúp đỡ sao? Nhìn thấy nụ cười trên mặt Andre, Trác cuối cùng cũng buông lỏng, chỉ cần Andre không ra tay, thì còn ai dám ra tay với hắn chứ? Hừ, Tiêu Quân Lâm, hôm nay chỉ cần Andre không ra tay với tôi, để tôi xem còn ai dám ra tay với tôi. Trác nói xong, ôm lấy khuôn mặt bị đánh sưng của mình rồi ngửa mặt cười phá lên. Ồ, ông ta không động vào anh, thì anh rất an toàn sao? Tiêu Chính Văn cười khẩy, ngay sau đó đứng bật dậy. Không hề có dấu hiệu báo trước nào, đột nhiên Tiêu Chính Văn giơ tay lên đánh ra một bạt tai. Một làn sóng khí bùng nổ trong tích tắc, cả người Trác bay thẳng lên không trung. Nhưng chưa đợi đến khi Trác rơi xuống đất, một thân hình đã xuất hiện trên đầu hắn, chiếc giày chiến đấu sáng bóng dẫm thẳng lên đầu, rồi mạnh mẽ đạp hắn xuống mặt đất. Chương 2129. Rắc, một âm thanh rõ to vang lên, cơn đau thấu xương khiến cả người Trác co giật, cánh tay hắn đã gãy. Hắn bị gãy hết 8 cái xương sườn. Phụt, Trác nôn ra một ngụm máu lớn, không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ Tiêu Chính Văn lại dám ra tay đánh hắn trước mặt Andre. Tôi bị gãy xương rồi. Trác nhìn Andre bằng ánh mắt cầu cứu. Anh nhìn ông ta cũng vô dụng thôi, không tin anh có thể hỏi ông ta xem có dám giúp anh không. Tiêu Chính Văn không quay đầu lại nhìn, cứ như Andre không hề tồn tại ở đây. Vừa dứt lời, anh lại đá một cú vào người hắn như đá vào một quả bóng cao su khiến Trác văng ra xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Fionn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hôm đó Tiêu Chính Văn cũng làm thế với hắn, chỉ là cú đá đó nhẹ hơn bây giờ nhiều. Chỉ là sức mạnh còn lại của cú đá đó khiến khớp xương nhiều chỗ trên người Trác vỡ vụn,
tiếng răng rắc cứ liên tục vang lên trong không khí. Vương tử Âu Lục thì hay lắm sao? Bảo tôi giao linh huyết đan ra, tôi không đáng có nó. Dòng máu của người Hoa Quốc thấp kém. Ai có anh can đảm sỉ vả người Hoa Quốc trước mặt tôi? Ai cho anh tự tin đó, dòng máu của anh cao quý lắm à? Vậy để tôi xem thử cao quý như thế nào. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa bước đến chỗ Trác. Lúc này cả người Trác be bét máu, rất nhiều khớp xương đã đâm thủng ra ngoài da, máu chảy ròng ròng ra ngoài. Tiêu Quân Lâm, anh phải nghĩ cho kỹ, anh giết tôi thì 10 gia tộc lớn sẽ không tha cho anh. Thậm chí, anh không thể sống sót rời khỏi Âu Lục. Tha cho tôi, tôi có thể không truy cứu lỗi lầm của anh. Đã đến lúc này mà Trác vẫn còn gào lên với Tiêu Chính Văn bằng giọng điệu ra lệnh. Không phải hắn không cảm thấy đau mà so với tính mạng thì hắn vẫn có thể chịu đựng được chút đau đớn đó. Không truy cứu tôi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Trác nói, e là đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu. Ban đầu tôi cứ nghĩ vương tộc là một đám người thông minh và xuất sắc biết bao, giờ xem ra IQ chẳng bằng một con lợn. Chẳng phải anh nói đánh anh bị thương thì hậu quả rất nghiêm trọng sao? Vậy được thôi, vương tộc Lý Tâm cũng không cần tồn tại nữa. Ánh mắt Tiêu Chính Văn bỗng lóe lên hai luồng sát khí. Chương 2130. Trác chịu đựng cơn đau khủng khiếp trên người, mở to mắt hét lên với Andre. Andre, tại sao ông không cứu tôi? Mau đến cứu tôi, giết hắn đi. Mắt Trác trợn trừng nhìn Andre đang đứng đó như một khúc gỗ, hai mắt cứ như sắp phun ra lửa. Với tư cách là cường giả cảnh giới thiên thần duy nhất ở Âu Lục, thậm chí là thế giới mà lại không dám bước đến ngăn cản Tiêu Chính Văn sao. Ngay lúc Tiêu Chính Văn từng bước đi về phía Trác, cuối cùng Andre cũng nói, cậu Tiêu, lẽ nào không giết cậu ta không được sao? Hắn phải chết, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Cậu Tiêu, giết cậu ta sẽ làm bẩn tay cậu, hay là để tôi làm thay? Dứt lời, Andre sải bước đi về phía Trác. Tất cả mọi người trong hội trường đều sửng sốt, hơn một nửa người trong số đó nghĩ mình nghe nhầm. Gì cơ, Andre muốn giết Trác thay Tiêu Chính Văn ư? Trác cũng khiếp sợ, hai mắt nhìn Andre nói, Andre, ông Trác ông không bị điên đó chứ? Ông muốn giết tôi sao? Tôi bị điên ư? Andre cười khẩy nói, Trác, chỉ với một câu của cậu là cậu đã không tránh khỏi cái chết rồi. Andre đã cố hết sức mới miễn cưỡng kiềm chế cơn giận của Tiêu Chính Văn trong chuyện của gia tộc Canter trước đó. Nhưng kết quả chưa đầy một tuần, Trác lại một lần nữa nhảy ra chạm vào giới hạn của Tiêu Chính Văn. Đám người này đúng là đang đâm đầu vào chỗ chết. Andre không biết mục đích đến Âu Lục lần này của Tiêu Chính Văn, ông ta càng không dám hỏi. Nhưng chỉ cần đừng chọc vào anh, để anh yên ổn đến, yên ổn đi thì cả Âu Lục sẽ không có bất kỳ cảnh tượng đẫm máu nào. Nhưng giờ thì sao, Tiêu Chính Văn đã nói cả vương tộc Lý Tâm phải bị tiêu diệt. Đây là chuyện lớn kinh thiên động địa của cả Âu Lục. Hễ trận chiến diễn ra, không thể tưởng tượng được hậu quả của nó. 10 gia tộc lớn sẽ bị kéo vào đó, trong 10 gia tộc lớn còn có 4 cường giả cảnh giới thiên thần bảo vệ. Cuộc chiến này sẽ là một trận chiến đặt cược tất cả tài sản của Âu Lục. Nếu thất bại, sau này cả Âu Lục không thể ngước đầu lên được nữa. Mọi chuyện hoàn toàn là do tên ngu ngốc Trác này. Nếu không phải nãy giờ Andre đè nén cơn giận trong lòng thì Trác đã trở thành đống thịt nhão. Andre, ông làm thế là đang phản bội Âu Lục. Lần này Trác tuyệt vọng thật rồi, nước mắt cứ trào ra như thủy triều. Chương 2131. Tôi phản bội Âu Lục. Mẹ kiếp, cậu có biết người cậu chọc phải là ai không? Một tay cậu ấy cũng có thể giết sạch nửa Âu Lục này đấy. Giờ cậu còn nói tôi phản bội Âu Lục. Nói thật cho cậu biết, dù cao thủ 10 gia tộc lớn lánh đời có xuất hiện, Âu Lục cũng không có cơ hội thắng, cậu lại đi chọc vào người như thế. Mặt Andre đỏ bừng, ngay cả trong hơi thở cũng ẩn chứa lửa giận ngùn ngụt. Cái gì, không có cơ hội thắng? Trác ngây người. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Chỉ thấy Andre bỗng siết chặt nắm đấm, giáng một cú thật mạnh vào người Trác. Dầm, một cú của cường giả cảnh giới thiên thần là thứ người khác có thể so sánh được sao? Ngay cả không khí và từ trường xung quanh cũng bị lay động theo, thậm chí cả học viện võ thuật đều rung lắc. Cú đấm vừa được tung ra, từ trường mạnh mẽ mang theo sức mạnh không gian khiến Trác nổ thành thịt nhão.
vô số thịt vụn vỡ văng tứ tung. Mọi người đều trợn mắt há mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lữ Thanh Dương quỳ xuống đất, thành kính khấu đầu với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, tôi sai rồi, tôi không nên, muốn giết ông thì cần gì đợi đến hôm nay. Ông là một trong số ít giáo viên Hoa Quốc tôi giữ lại ở học viện võ thuật, ông phải nhớ đừng có bất kỳ thành kiến nào. Người nhà họ Trương hay người nhà Đông Phương có gì khác những người khác sao? Nói rồi Tiêu Chính Văn khẽ vuốt tay áo, một luồng gió cực mạnh nổi lên. Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng bị thổi văng ra xa vài trăm mét hệt như hai chiếc lá bay tứ tung trong cơn gió mạnh. Ngay cả rừng cây cách đó không xa cũng bị ngã. Đây là người xuất sắc trong mắt ông sao? Là người Hoa Quốc đừng chỉ dựa vào môn phái của các người, phải biết rõ bây giờ ông đang ở Âu Lục, tất cả người Hoa Quốc đều là người một nhà. Vâng, Lữ Thanh Dương vô cùng hổ thẹn cúi đầu xuống, sau đó lấy một hộp gỗ trên người ra nói, cậu Tiêu, ở đây, còn một viên linh huyết đan, cậu hãy nhận cho. Tiêu Chính Văn vươn tay ra, hộp gỗ đó lần nữa bay vào lòng bàn tay Tiêu Chính Văn. Dẫn tôi đi gặp vương tộc Lý Tâm. Tiêu Chính Văn cất hộp gỗ đi, quay đầu lại nói với Andre. Nghe anh nói thế, trán Andre toát đầy mồ hôi lạnh như tắm, run rẩy nói, cậu Tiêu, có thể tha cho họ không? Vương tộc Lý Tâm đúng là gia tộc được tất cả người Âu Lục tôn kính, nếu tiêu diệt hết cả gia tộc họ thì cả Âu Lục đều trở thành kẻ địch của cậu Tiêu. Chương 2132. Cậu yên tâm, chắc là do tôi giết, sẽ không liên lụy đến cậu. Xin cậu Tiêu hãy giơ cao đánh khẽ. Andre cong hai đầu gối quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn dưới ánh nhìn chăm chú của hàng chục nghìn người ở học viện võ thuật. Emily và Fionn cũng ngơ ngác, Andre khuỵu gối quỳ xuống. Người đứng đầu Âu Lục cứ thế quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Tất cả học viên và lãnh đạo cấp cao của học viện võ thuật cũng đồng loạt quỳ xuống ngay khi Andre quỳ gối. Các học viên đến từ các nơi trên thế giới đều ngây ngốc đứng tại chỗ. Không biết làm thế nào. Bất kể hắn là ai, coi khinh người Hoa Quốc tôi thì chỉ có một kết cục là chết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, không cho người khác cơ hội thương lượng. Sải bước đi về phía trước, Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nói với mọi người trong học viện võ thuật, mọi người nhớ lấy, không được xúc phạm Hoa Quốc, không được sỉ nhục người Hoa Quốc, nếu không chắc chính là tấm gương của các người. Gia tộc phía sau các người rất lớn mạnh à. Hôm nay Tiêu Chính Văn tôi sẽ cho các người thấy xúc phạm đến Hoa Quốc, bất kể là gia tộc nào cũng đều bị tiêu diệt. Tiêu Chính Văn, nghe thấy cái tên này, Andre không khỏi ngẩng phát đầu lên. Lữ Thanh Dương người đến từ Hoa Quốc lại càng thấy ớn lạnh. Tiêu Chính Văn, cậu ta không phải là Tiêu Quân Lâm sao? Nhưng ngay sau đó, Tiêu Chính Văn chậm rãi gỡ mặt nạ ra người xuống để lộ ra khuôn mặt thật của mình. Vua Bắc Lương. Lữ Thanh Dương thốt lên. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói, việc một người làm thì một người chịu, tôi tuyệt đối không làm liên lụy đến bất kỳ ai, càng không liên lụy đến Hoa Quốc. Nếu bất cứ ai hay gia tộc nào ở Âu Lục muốn báo thù thì tôi sẵn sàng tiếp đón bất kỳ lúc nào. Andre hoàn toàn tuyệt vọng, ông ta từng nghe đến đại danh của Tiêu Chính Văn. Cầu xin cho Âu Lục ở trước mặt Tiêu Chính Văn ư. Quả thật là nực cười. Cậu Tiêu. Quả nhiên gương mặt thật của cậu khiến tôi rất kính phục. Thua dưới tay cậu, tôi không còn gì tiếc nuối. Nói rồi Andre đứng lên cong người với Tiêu Chính Văn. Đi thôi, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Andre cũng không nhiều lời, xoay người dẫn Tiêu Chính Văn rời khỏi lễ đường. Lữ Thanh Dương chăm chú nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn hồi lâu, ông ta bỗng nhận ra điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn đi. Chương 2133. Nhất định phải báo ngay cho Hoa Sơn biết tin tức Tiêu Chính Văn chưa chết, hơn nữa cảnh báo Hoa Sơn không thể đối địch với Tiêu Chính Văn, ngay cả Andre cũng quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Ít nhất trước khi các cường giả ngoài lãnh thổ quay về thì không thể chọc vào Tiêu Chính Văn, nếu không Hoa Sơn sẽ gặp đại nạn. Vương tộc Lý Tâm tọa lạc trong lâu đài cổ ở phía tây nam nước Phá Lý, mặc dù tòa lâu đài này không nổi tiếng bằng tòa lâu đài của đại đế Chilus, nhưng cũng cực kỳ xa hoa. Dù sao cũng từng là vương thất Lý Tâm của Âu Lục, cho dù đến nước nào cũng đều được tôn kính. Trong tòa lâu đài cổ, một ông lão tóc bạc đang ngồi trên chiếc sofa xa xỉ đọc tin tức trong tay. Chắc ở học viện võ thuật vẫn ổn chứ? Nghe nói tuần sau sẽ chọn ra nhóm người đầu tiên vào tòa trận pháp, đã thông báo cho Andre chưa?
Ông lão đó chính là ông nội của Trác, tên là Chilus. Đã thu xếp ổn thỏa chuyện của cậu chủ nhỏ rồi, đến lúc đó sẽ có vài người cấp bậc thiên vương 3 sao cùng vào tòa trận pháp với cậu chủ nhỏ, hơn nữa những thứ họ giành được cũng sẽ nhường lại cho cậu chủ nhỏ. Quản gia vô cùng cung kính nói. Thế nhưng vừa rồi Ba Sát gọi đến nói cậu chủ nhỏ xảy ra vài tranh chấp với một người tên Tiêu Quân Lâm trong buổi lễ của học viện, ông xem có cần cử vài người qua đó không? Quản gia lấy điện thoại ra, mở tin nhắn để trên bàn trà trước mặt ông lão. Tiêu Quân Lâm, chỉ là một tên vô danh mà thôi, nói với Ba Sát cứ giết cậu ta là được, không cần báo lại với tôi. Dứt lời, Chilus tiếp tục đọc báo. Một tên nhóc Hoa Quốc đâu đáng để cụ ta hao tâm tốn sức. Nơi này là Âu Lục, bóp chết một người Hoa Quốc dễ dàng nhưng nghiền chết một con trùng. Thậm chí Chilus còn xem thường mấy chuyện nhỏ này. Ngay lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ ngoài cửa sổ. Xem ra hắn chết cũng đáng. Giọng nói vừa dứt lời, cả tòa lâu đài cổ đều rung lắc. Hả, lòng ông lão không khỏi trùng xuống, sắc mặt trở nên u ám ngay tức khắc. Quản gia ở bên cạnh khẽ nhíu mày, hơi thở cảnh giới thiên vương 4 sao bỗng chốc toát ra, nhanh như chớp xuất hiện ở chính giữa sảnh lớn. Cùng lúc đó, 4-5 cao thủ mặc đồ đen cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao cũng đồng loạt xuất hiện ở những hướng khác nhau, ánh mắt đều nhìn về phía cửa sổ. Ai mà to gan dám xông vào tòa lâu đài của vương thất Lý Tâm tôi? Chilus lạnh lùng hỏi. Đừng nói là vài tên côn đồ nhỏ bé, dù có là người đứng đầu Âu Lục Andre muốn đến gặp cụ ta cũng phải hẹn trước. Dù là quốc vương của một nước cũng không dám tự tiện xông vào. Còn những người khác thậm chí còn chẳng có tư cách đến gần tòa lâu đài cổ vương thất. Chỉ là Chilus vừa dứt lời thì một tiếng ầm vang lên, cánh cửa lớn của tòa lâu đài bay ngược vào trong. Khiến bàn trà trước mặt Chilus vỡ nát. Quản gia vội vàng bước đến gần Chilus bảo vệ cụ ta ở phía sau. Cùng lúc đó đưa mắt ra hiệu cho hộ vệ ở hai bên, 4-5 hộ vệ lập tức đứng thành một bức tường người ở trước mặt quản gia. Không lâu sau, hai bóng người xuất hiện trước cửa tòa lâu đài cổ. Tiêu Chính Văn chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn lão Chilus, trong mắt bắn ra sát khí ngùn ngụt. Cậu là ai? Dám tự tiện xông vào cấm địa của vương thất. Chương 2134. Quản gia thầm cảm thấy ngạc nhiên khi thấy người đến là một thanh niên người Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Tiêu Chính Văn, cậu là vua Bắc Lương Hoa Quốc Tiêu Chính Văn. Chilus lộ ra vẻ mặt như gặp phải ma, hoảng sợ hỏi. Tin tức Tiêu Chính Văn chết ở Lôi Hải Côn Luân đã truyền đi khắp thế giới. Dù là thiết bị kỹ thuật khoa học hiện đại nhất cũng không thể tiếp cận khu vực có nhiệt độ siêu cao đó. Vậy mà Tiêu Chính Văn vẫn còn sống ư? Đúng vậy, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Chilus. Thảo nào, có ai ở Âu Lục này lại dám xông vào vương thất Lý Tâm bằng cách này đâu? Hừ, láo xược, vừa dứt lời quản gia giơ tay lên, một luồng sức mạnh cuồn cuộn bắn ra, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng đánh về phía Tiêu Chính Văn như một viên đạn. Có thể thấy thấp thoáng vô số ánh bạc lạnh lẽo trong luồng sáng trắng đó. Ngay khi quản gia ra tay, mấy người mặc áo đen cũng đồng loạt bao vây tấn công Tiêu Chính Văn. Trong mắt họ, mặc dù Tiêu Chính Văn là thiên vương long cấp 5 sao nhưng họ lại có 6 cao thủ cảnh giới thiên vương, nếu phối hợp với nhau thì chắc chắn có giết được Tiêu Chính Văn. Nhưng khiến họ không ngờ được là chỉ thấy Tiêu Chính Văn phất nhẹ tay. Ánh sáng trắng và mấy luồng sức mạnh bắn đến chỗ anh đó lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Quản gia không dám tin, ngây ngốc quay đầu lại nhìn Chilus. Tiêu Chính Văn, cậu là vua Bắc Lương ở Hoa Quốc chắc cũng biết quy tắc chứ nhỉ? Hôm nay cậu xông vào tòa lâu đài cổ của tôi thì cũng nên giải thích chút đi chứ. Chilus giả vờ bình tĩnh hỏi. Bây giờ muốn khiến Tiêu Chính Văn khuất phục bằng vũ lực là điều không thể. Người ta thường nói. Cao thủ giơ tay ra là biết có phải hay không. Qua cuộc giao đấu ngắn ngủi vừa rồi, Chilus đã nhìn ra mấy người quản gia bắt tay lại với nhau cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Chính Văn, cách duy nhất của cụ ta là giảng hòa với Tiêu Chính Văn. Xiết sạch của gia tộc ông, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Gì cơ, cậu muốn diệt vương tộc tôi á? Chilus cười khẩy, trong mắt hiện lên vài phần chế giễu. Đúng thế. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Ngông cuồng, láo xược, Chilus nghiến răng nghiến lợi tức giận gào lên. Chương 2135.
Tiếng gào trong cơn giận của Chilus không đơn giản chỉ là một tiếng gào, mà trong giọng của cụ ta còn xen lẫn sức mạnh vô cùng lớn. Như thủy triều cuồn cuộn đánh tới chỗ Tiêu Chính Văn. Thật ra cụ ta là cường giả cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, hơn nữa đã dừng lại ở cảnh giới này 40 năm nay. Dĩ nhiên thực lực sẽ cao hơn cảnh giới Long cấp 5 sao bình thường một bậc. Nếu đổi thành người bình thường hoặc cao thủ dưới cảnh giới Thiên Vương, chỉ tiếng gào này thôi cũng có thể khiến các bộ phận trên cơ thể của đối phương chảy máu rồi chết. Chỉ tiếc là tiếng gào tức giận này của cụ ta không có tác dụng gì với Tiêu Chính Văn. Dù nó chẳng khác thì tiếng gầm của sư tử lớn ở Hoa Quốc nhưng cảnh giới của anh cách biệt quá lớn. Dưới cảnh giới thiên thần đều là mấy con kiến bé nhỏ tuyệt đối không phải là một câu nói suông. Dù đạt đến trạng thái đỉnh cao của cảnh giới thiên vương cũng không đỡ được một ngón tay của cường giả cảnh giới thiên thần. Đây chính là sự cách biệt tuyệt đối về thực lực. Cách biệt này không phải có thể bù đắp theo năm tháng. Tiếng gào đó cứ như gió thoảng khi đến gần Tiêu Chính Văn, không hề gây ra bất kỳ tổn hại nào với anh. Ông Chilus, ông không cần tốn nhiều công sức thế đâu. Ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc, chính là Andre. Andre, ông đang giúp cậu ta sao? Ông lão nhíu mày, cụ ta rất tự tin với tiếng gào như sấm chớp đó của mình. Trừ khi là cường giả cảnh giới thiên thần giúp Tiêu Chính Văn đỡ lại đòn tấn công sóng âm. Nếu không Tiêu Chính Văn không thể đứng đó mà không hề bị thương gì. Ông Chilus, nói thật nhé, nếu cậu Tiêu muốn giết ông thì ông chắc chắn phải chết. Hơn nữa hôm nay cậu Tiêu không đến để tranh luận với ông, mà là đến hủy diệt vương tộc Lý Tâm. Andre bình tĩnh bước vào trong sảnh lớn. Nghe thế Chilus không đổi sắc nhìn Andre chằm chằm nói, Andre, ông nói thế là có ý gì? Lẽ nào ông muốn ra tay đánh tôi sao? Andre nghe thế chỉ cười gượng lắc đầu, bất lực nhìn Chilus. Chẳng trách chắc đến chết cũng không biết hối cải, ngay cả chính Chilus cũng hồ đồ. Hít sâu một hơi, Andre bình tĩnh nói, tôi chưa từng nói mình sẽ ra tay. Nếu ông không định ra tay thì tại sao lại muốn giúp cậu ta? Quản gia chỉ vào Tiêu Chính Văn. Nếu Chilus hỏi Andre như thế, có lẽ ông ta còn miễn cưỡng đáp lời. Chương 2136. Nhưng một quản gia như ông cũng dám vô lễ với cường giả cảnh giới thiên thần. Bốp, Andre vung tay lên tát vào mặt quản gia, lạnh lùng nói, tôi giúp cậu ấy sao? Ai cho ông tự tin nói ra mấy lời không biết sống chết này? Tôi đã nói rồi cậu ấy muốn giết các ông thì không ai có thể ngăn cản. Andre tức giận gào lên. Chilus lập tức nhận ra điều gì đó, lẽ nào Andre không phải là đối thủ của thanh niên này? Lẽ nào Tiêu Chính Văn đã đột phá cảnh giới thiên thần? Nghĩ đến khả năng này Chilus không khỏi toát mồ hôi lạnh. Quản gia bị Andre tát một bạt tai quay phát lại nói với Andre, Andre, ông có biết vương thất Lý Tâm có nghĩa gì ở Âu Lục không? Năm đó thế giới bị chia cắt đều do một tay vương tộc Lý Tâm lên kế hoạch, không có chúng tôi, các ông có thể được giàu sang như hôm nay không? Lẽ nào ông, không để ông ta nói hết câu, Tiêu Chính Văn giơ tay lên đấm một cái nữa. Bùm, một âm thanh cực lớn vang lên, quản gia đó thoáng chốc đã hóa thành một đống thịt băm. Chilus còn chưa hoàn hồn, con dao quân đội năm cạnh biến thành một luồng sáng đâm xuyên vào giữa trán Chilus. Cơ thể Chilus ngã ngửa lên, Andre không khỏi nhắm chặt mắt lại. Phá vỡ bầu trời. Đại nạn sắp ập đến Âu Lục rồi. Một tiếng sau, cả tòa lâu đài cổ đều rơi vào trong biển lửa. Cả vương tộc Lý Tấm, 700 người không một ai còn sống. Ngay khi tòa lâu đài cổ bốc khói ngùn ngụt, tin tức này lập tức lan truyền khắp Âu Lục. Đêm đó trong lâu đài của gia tộc Azor Lan Chi đèn đuốc sáng rực. Lão Azor Lan Chi ngồi trong đó nhìn bản báo cáo bí mật trong tay, nở nụ cười đã lâu không thấy. Ha ha, Tiêu Chính Văn, nếu cậu vẫn chưa chết thì nên tìm một nơi để trốn đi. Tiếc là cậu tự tin quá, cũng rất huênh hoang. Trong mắt lão Azor Lan Chi lóe lên tia sáng. Một luồng ánh sáng trắng bạc bắn lên bầu trời đêm, chiếu sáng cả bầu trời đêm Âu Lục. Trong một tòa lâu đài cổ cũ nát ở đằng xa, một cỗ quan tài đã có lịch sử lâu năm bỗng mở ra, một người đàn ông sắc mặt trắng bệch không chút máu ngồi dậy từ trong quan tài. Sau khi ông ta thức tỉnh, cả lâu đài cổ đều rung lắc dữ dội. Bỗng chốc bốn luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ bao trùm cả Âu Lục.
Chương 2137. Thậm chí ngay cả bầu trời đêm cũng biến thành màu đỏ của máu. Fionn cũng bị gọi gấp về gia tộc Canter. Ban đầu gia tộc Canter mong có thể mượn sức của Tiêu Chính Văn để mở rộng tầm ảnh hưởng của gia tộc, để gia tộc Fionn có thể tiến lên một bậc nữa. Nhưng tin tức kia truyền về trong tối qua đã khiến gia tộc Canter phải xem xét lại Tiêu Chính Văn. Ông nội, ông gọi cháu về gấp Fionn, không phải ông gọi cháu về gấp mà là để cháu tiếp tục ở lại bên cạnh Tiêu Chính Văn thì cháu sẽ gặp nguy hiểm. Bên Can nghiêm giọng nói. Ông nội, cháu cũng có mặt ở sự việc xảy ra tối qua, ngay cả Andre cũng phải quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, lẽ nào Âu Lục còn có người có thể làm gì được anh Tiêu sao? Fionn nhíu mày hỏi. Hai, cháu còn quá non trẻ, không hiểu những phức tạp trong đó. Nếu Tiêu Chính Văn chỉ giết Trác thôi thì tất nhiên cậu ta có thể bình yên quay về Hoa Quốc. Nhưng cậu ta không nên tàn sát hết cả vương tộc Lý Tâm. Âu Lục không phải chỉ có một cường giả cảnh giới thiên thần là Andre, cháu nhìn thấy đám mây máu trên trời không? Bốn cường giả cảnh giới thiên thần xuất thế cùng lúc, dù Tiêu Chính Văn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có cơ hội sống sót. Dù Andre có mạnh đến mấy cũng chỉ là thiên thần một sao. Nhưng bốn vị kia đều là cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, có 10 Tiêu Chính Văn cũng phải chết ở Âu Lục. Nghe xong lòng Fionn không khỏi trùng xuống. Vội vàng nói, ông nội, vậy ý ông là 10 gia tộc lớn cũng sẽ liên hợp lại với nhau. Enkan khẽ lắc đầu nói, không cần, dù liên hợp cũng có thể làm được gì. Dưới cảnh giới thiên thần đều chỉ rất nhỏ bé, chỉ có cường giả cảnh giới thiên thần mới có thể đấu với nhau. Thế nên chúng ta chỉ cần vạch rõ ranh giới đừng liên hệ gì với cậu ta là được. Nghe thế Fionn không khỏi thấp thỏm. Ngay lúc này Jason lặng lẽ đến một nơi vắng lặng để gửi tin nhắn cho Tiêu Chính Văn, nhắc anh mau chóng rời khỏi Âu Lục. Nếu không bốn cường giả cảnh giới thiên thần sẽ ra sức đuổi giết anh. Nhận được tin nhắn của Jason, Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt, xem ra Âu Lục vẫn còn rất tự tin. Nếu đã thế thì phải khiến cả Âu Lục hoàn toàn khuất phục dưới chân mình. Tiêu Chính Văn vừa để điện thoại xuống, Andre lại tìm đến cửa lần nữa. Vội vàng nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, xin cậu hãy mau chóng rời khỏi Âu Lục, nếu không bốn cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao sẽ liên hợp lại đối phó với cậu. Ồ, bốn cường giả cảnh giới thiên thần, nghe có vẻ rất có tính khiêu chiến đấy. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Cậu Tiêu, cậu hãy suy xét cho cẩn thận, tôi và cậu đều là cảnh giới thiên thần một sao, đối mặt với một cao thủ cảnh giới thiên thần 2 sao còn không bảo vệ được tính mạng, huống hồ là bốn người. Andre vội vã lớn giọng nói. Chương 2138. Ngay khi Andre vừa cất lời, ở đường chân trời, bốn luồng sáng khác màu cùng phóng lên, bao trùm toàn bộ Âu Lục. Ngoại trừ gia tộc Azor Lanchi, ở Âu Lục còn có ba vị cường giả cảnh giới thiên thần ở ẩn. Mặc dù ba người kia đã không xuất hiện gần 200 năm. Nhưng lúc này, tất cả mọi người ở Âu Lục đều cảm nhận được sự đáng sợ của ba người bọn họ. Cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, Andre cảm nhận được áp lực bốn phía mạnh mẽ không gì sánh được, trong lòng chợt trầm xuống. Lúc này, bốn cường giả cảnh giới thiên thần đã đồng thời tuyên chiến với Tiêu Chính Văn. Uy lực của bọn họ bao trùm toàn bộ Âu Lục, đây như một lời tuyên bố với Tiêu Chính Văn về quyền kiểm soát của bọn họ đối với Âu Lục. Cường giả cảnh giới thiên thần cũng có giới hạn nhất định, dù sao Tiêu Chính Văn cũng là cường giả cảnh giới thiên thần. Nếu vượt qua giới hạn này thì sẽ bị bọn bỏ áp chế mạnh mẽ. Thậm chí còn có thể khiến Tiêu Chính Văn chôn thân ở đây. Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại Andre bằng một nụ cười lãnh đạm, sau đó quay người đi về phía học viện võ thuật. Lúc này, toàn bộ học viện võ thuật đều đang bàn tán xôn xao. Vương tộc Lý Tâm bị tiêu diệt rồi. Hơn nữa, tin tức cả tộc bị giết là một tin kinh thiên động địa đối với những học viên bản địa Âu Lục. Không chỉ có các học viên đang thảo luận về vấn đề này mà ngay cả những giáo viên cũng đang bàn tán xem kẻ đã tàn sát vương tộc Lý Tâm sẽ bị xử lý thế nào. Mọi người đều cảm nhận được bầu không khí chết chóc bao trùm, từ trong áp lực nghẹt thở ấy, bọn họ cũng cảm nhận được một trận chiến kinh hoàng đang gần kề. Ngược lại, Đông Phương Tuyết Ngưng người luôn thù hận và muốn giết chết Tiêu Chính Văn, lúc này lại vô cùng yên lặng. Đứng trước cửa sổ lễ đường, cô ta nhìn bốn luồng ánh sáng đó. Trong đầu đầy suy nghĩ. Nhà họ Đông Phương phái cô ta đến Âu Lục là để vực dậy nhà họ Đông Phương.
nhưng trở thành kẻ thù của Tiêu Chính Văn có thực sự là khôn ngoan hay không? Một người mà ngay cả Andre cũng phải quỳ gối và tôn thờ thì nhà họ Đông Phương có thể xử lý nổi sao? Lần đầu tiên Đông Phương Tuyết Ngưng nghi ngờ về sức mạnh của nhà họ Đông Phương, hơn nữa cũng không thấy tự tin về sự lựa chọn của mình. Khi cô ta nghĩ rằng mình có thể gả cho Fionn, mượn sức mạnh của gia tộc Canter để trấn áp Tiêu Chính Văn thì đối phương đã khiến người đứng đầu Âu Lục phải đầu hàng. Đối thủ bây giờ còn là bốn cường giả cảnh giới thiên thần. Nhà họ Đông Phương lấy gì để so với Tiêu Chính Văn đây? Cô ta lấy cái gì để trấn áp Tiêu Chính Văn đây? Cường giả cảnh giới thiên thần, cho dù đến bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng đều được tôn trọng. Chương 2139. Bất luận là ai cũng không thể khinh thường một cường giả cảnh giới thiên thần vừa trẻ vừa mạnh như vậy. Vào đêm đó, một ông lão người phá lý nhìn về phía bốn luồng ánh sáng kia, rồi nghiêm túc dặn dò, lập tức điều động quân đội toàn quốc, tiến hành giới nghiêm trên tất cả đường phố. Cường giả cảnh giới thiên thần giao chiến không phải là chuyện nhỏ, thông báo cho tất cả người dân, tuyệt đối không được ra khỏi nhà, tuyệt đối không được đến xem trận chiến. Ông lão nhìn bốn luồng ánh sáng, thở dài lo lắng. Người bình thường như bọn họ chẳng qua chỉ là một bầy sâu con kiến trong mắt cường giả cảnh giới thiên thần mà thôi. Lúc xảy ra giao chiến, các cường giả sẽ không quan tâm đến sự sống chết của bọn họ. Còn những gì ông ta có thể làm cũng chỉ là cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thường dân không bị ảnh hưởng. Không chỉ là nước Phá Lý, mà cả Âu Lục, gần như chỉ trong một đêm, đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chính Văn vua Bắc Lương của Hoa Quốc đích thân đánh giết đến tòa lâu đài của vương tộc Lý Tâm, tin tức cả tộc diệt vong lan truyền náo động cả thế giới. Thật to gan, dám chém giết đến Âu Lục chúng ta. Bất cứ giá nào cũng phải giết chết Tiêu Chính Văn. Một người đàn ông trung niên đập bàn đứng dậy, giọng nói vang xa hàng trăm mét. Lúc này, các gia tộc lớn ở Âu Lục đã sẵn sàng hành động. Cao thủ của 10 gia tộc lớn đều sẵn sàng tham chiến. Ngược lại, Tiêu Chính Văn lại vô cùng bình tĩnh, trở về học viện võ thuật. Anh cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn đến thư viện, tiếp tục đọc tài liệu về vùng ngoài lãnh thổ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cường giả cảnh giới thiên thần và cường giả cảnh giới thiên vương là ở tâm tính. Bất luận là ở đâu, khi nào cũng có thể giữ tâm trạng bình lặng như nước, không chút gợn sóng. Mãi cho đến sáng hôm sau, khi Tiêu Chính Văn đọc xong hết tài liệu, anh mới chậm rãi đóng tài liệu trong tay lại, sau đó đứng dậy ra khỏi thư viện. Vừa ra đến cửa đã thấy Andre vẫn cung kính đứng ở cửa, canh gác cho Tiêu Chính Văn cả đêm. Cậu Tiêu, cuộc đại chiến lần này có thể tránh được không? Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước ra khỏi thư viện, Andre bước lên nói. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, trận chiến giữa các cường giả cảnh giới thiên thần chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại không thể tưởng tượng được cho Âu Lục. Thậm chí còn có thể biến Âu Lục thành một vùng đất chết xác chất thành núi máu chảy thành sông. Tránh sao, tôi nghĩ ông không nên hỏi tôi chuyện đó. Ánh mắt Tiêu Chính Văn mờ mịt, nhìn về phía mấy luồng ánh sáng, cười khẩy nói. Cậu Tiêu, chỉ cần cậu rời khỏi Âu Lục. Chương 2140. Tại sao tôi phải rời đi? Hôm đó ở Hoa Quốc, Charlie đã tùy ý mưu hại tướng lĩnh cấp cao của Hoa Quốc, vậy lúc đó, sao hắn không nghĩ đến việc rời khỏi Hoa Quốc? Tiêu Chính Văn lạnh lùng cắt ngang. Andre nghe vậy, bất lực lắc đầu, thở dài. Tiêu Chính Văn từ từ bước xuống bậc thềm của thư viện, nhưng trong mỗi bước đi, khí thế lại tăng thêm một phần. Cho đến khi bước xuống bậc thứ 10, sau lưng Tiêu Chính Văn chợt xuất hiện một luồng ánh sáng xen lẫn màu vàng, đỏ, trắng. Đây cũng là thái độ của Tiêu Chính Văn đối với bốn vị cường giả cảnh giới thiên thần kia. Anh đã nhận lời thách thức, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía luồng ánh sáng phía sau Tiêu Chính Văn. Thậm chí còn có một số người đã bị dọa sợ đến mức nghẹn họng nhìn chân chối. Luồng ánh sáng kia lóe lên, bóng dáng của Tiêu Chính Văn chớp chớp, rồi biến mất giữa học viện võ thuật. Trương Lăng Phong nhìn về phía luồng ánh sáng mà Tiêu Chính Văn phát ra, lắc đầu cười khổ. Mặc dù hắn là người nhà họ Trương, từ nhỏ đã được nhà họ Trương coi trọng, nhưng so với thành tích hiện giờ của Tiêu Chính Văn thì hắn chẳng có gì đáng nhắc tới. Riêng dũng khí dám ứng chiến với bốn cường giả cảnh giới thiên thần ở Âu Lục của Tiêu Chính Văn cũng đã vượt xa khả năng cả đời này của hắn. Lúc này,
năm luồng ánh sáng gần như cùng một lúc hướng về phía ngọn núi tuyết lớn. Dưới ngọn núi phủ đầy tuyết trắng đó, còn có một tòa lâu đài cổ kính ngàn năm không đổ. Lâu đài cổ này đã chứng kiến Âu Lục từ suy tàn đến vinh quang trong hàng nghìn năm. Lúc này, hàng nghìn người xem đã tập trung bên ngoài lâu đài, thậm chí còn có rất nhiều người đã đến đây từ đêm hôm trước. Các tướng quân, nguyên soái của mười mấy nước lớn cũng đang cầm ống nhòm quan sát về phía đỉnh núi, dưới sự bảo vệ của binh lính. Trong số bọn họ, ai cũng là nhân vật lãnh tướng của một nước. Có thể nói, tất cả những nhân vật quan trọng ở Âu Lục đều tập trung hết về đây. Tất cả mọi người đều đang mong chờ trận chiến hoành tráng nhất Âu Lục trong hàng trăm năm qua. Đồng thời, sự xuất hiện của bốn cường giả cảnh giới thiên thần trong trận chiến này sẽ liên quan đến sức mạnh của Âu Lục trong tương lai. Đại diện của 10 gia tộc lớn cũng lần lượt đứng trên đỉnh lâu đài cổ, nhìn về phía ngọn núi phủ đầy tuyết. Cường giả cảnh giới thiên thần trẻ nhất Hoa Quốc ứng chiến với bốn cường giả cảnh giới thiên thần của Âu Lục, trận chiến này bất kể là thua hay thắng đều được ghi vào sử sách. Được trở thành nhân chứng cho trận chiến này cũng là một khoảnh khắc vinh quang trong cuộc đời của họ. Mọi người nhìn kìa, cậu ta đến rồi. Chương 2141. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía xa xăm. Một luồng khí tức dữ dội hóa thành một luồng ánh sáng phóng về phía đỉnh núi tuyết với tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy trong luồng sáng, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ hư không. Mỗi bước đi, đều có hào quang trải dài vạn dặm. Người đàn ông ấy có mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt sáng tỏ như trăng. Mọi người đều bị khí phách của người đàn ông này khuất phục. Herod không khỏi hít một hơi thật sâu, mặc dù cũng nằm trong số đại diện của 10 gia tộc lớn. Nhưng cụ ấy là người duy nhất hy vọng Tiêu Chính Văn chiến thắng. Vài vị nguyên soái từ Âu Lục, lúc này cũng đồng loạt đứng lên, nhìn về phía người đàn ông trẻ trên không trung. Dù thắng hay thua, không liên quan gì đến ân oán, chỉ đơn giản là khí phách của người này đủ khiến mọi người sùng kính. Kính chào, không biết là ai, đột nhiên hét lên. Bên dưới, vô số tướng lĩnh nổi tiếng của Âu Lục mặc đủ loại quân phục. Trên vai mang quân hàm đều đồng loạt chào người đàn ông trẻ theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Nhưng cùng lúc đó, một số gia tộc lớn dẫn đầu là gia tộc Azer Lanchi, lại ném cho Tiêu Chính Văn một ánh mắt ác độc. Cho dù Tiêu Chính Văn có mạnh đến đâu, nhưng ở đây dù sao cũng là Âu Lục. Hôm nay bốn cường giả cảnh giới thiên thần cùng nhau ra tay, nhất định sẽ khiến cho Tiêu Chính Văn một đi không trở lại. Từ xưa đến nay, ngoài thành Vương Tư gia, chưa từng có ai dương oai ở Âu Lục như vậy. Mà Thành Vương Tư lại là một cường giả cảnh giới nhân vương vô cùng mạnh. Tiêu Chính Văn chỉ mới 20 mấy tuổi, sao có thể so sánh với Thành Vương Tư? Tiêu Chính Văn vừa bay qua núi tuyết, từ xa truyền đến một giọng nói vô cùng già nua. Chỉ là giọng nói này không giống tiếng người, mà giống tiếng gầm của mãnh hổ, hoặc tiếng giống giận của sư tử. Giọng nói này vừa truyền đến, sắc mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi, không ít người không khỏi rùng mình. Đây là một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, giống như một vị thần sắp ghé tới, loại áp lực uy hiếp lớn như vậy khiến cho không ít người không làm chủ được mình mà quỳ xuống. Thế nhưng Tiêu Chính Văn vẫn ngạo nghễ đứng giữa không trung, không chút lay động. Ừ, chàng trai trẻ, cậu cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Chương 2142. Giọng nói già nua ấy mang theo vẻ tán thưởng. Quả thực, ở tuổi của Tiêu Chính Văn mà có thể đột phá đến cường giả cảnh giới thiên thần cũng là có 102 trong sử sách. Thế nhưng ngay sau đó, giọng nói của ông lão dần dần trở nên lạnh lùng, tôi với cậu đều ở cảnh giới thiên thần, theo lý mà nói, với thực lực của tôi và cậu, sớm đã không có thù hận gì rồi. Nhưng mà đáng tiếc, cậu không nên vượt ranh giới. Hôm nay tôi nhất định phải giết cậu. Giọng nói già nua này vừa dứt, dưới luồng ánh sáng, một ông lão tóc trắng chậm rãi bước ra. Vua Lion, vị nguyên soái già tóc bạc phơ phía dưới nhìn vừa thoáng qua đã nhận ra ông lão này. Cụ ta có thể nói là một nhân vật truyền kỳ tại Âu Lục, cũng chính là người sáng lập ra gia tộc Azer Lanchi. Ở Âu Lục, Đa Azer Lanchi được mệnh danh là Vua Lion. Những người nói mấy lời giống vậy rất nhiều, thế nhưng họ đều đã chết. Tiêu Chính Văn bình tĩnh đáp lời. Vua Lion nghe xong, ngửa mặt lên trời bật cười. Ha ha ha, chàng trai, mạnh miệng lắm, một mình cậu còn đánh không lại tôi, huống hồ chúng tôi có đến bốn người. Vua Lion cười khẩy, khẽ lắc đầu.
Dao Azure Lan Chi tôi đã đạt tới cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao từ 300 năm trước. Năm đó, một mình tôi đã chinh phục cả Phi Lục, đánh bại vô số tướng mạnh ở Á Lục. Một mình tiêu diệt 10 quốc gia. Chàng trai, cậu còn trẻ nhưng đã quá kiêu ngạo. Âu Lục là vùng đất vô cùng vĩ đại, kẻ mạnh nhiều như sao trên trời, sao có thể để một mình cậu dẫm đạp chứ? Trong lúc nói, một bộ áo giáp vàng trên người vua Lion dần hiện ra. Ánh vàng rực rỡ đó, chiếu sáng đến nỗi không ai dám nhìn gần. Áo giáp thánh tâm, bên dưới, trong số 10 gia tộc lớn, có người vừa nhìn đã nhận ra ngay bộ áo giáp này đã từng theo đại đế Charlie chinh chiến tứ phương. Còn chưa đợi mọi người định thần lại, trên bầu trời phương Bắc, một tia sáng màu đỏ thẫm lao tới trong nháy mắt. Một người đàn ông trung niên mặt mày nhợt nhạt bước ra khỏi sáng đỏ rực. Ánh sáng đỏ thẫm ấy giống như máu tươi bao trùm khắp mặt đất. Trong mũi tất cả mọi người đều phảng phất mùi máu tanh. Xì, lẽ nào là hầu tước Dakra của gia tộc Bru? Vô số người bên dưới lộ ra vẻ kinh hãi. Hầu tước Dakra đã đạt tới cảnh giới thiên thần từ cách đây 500 năm. Cụ ta dùng máu thịt của con người làm thức ăn, không ngừng nâng cao sức mạnh của bản thân. Hồi đó, thậm chí ngay cả đất nước cụ ta sống cũng gần như bị cụ ta ăn sạch. Chương 2143. Một thành phố lớn hàng trăm nghìn người, chỉ trong vòng 5 ngày đã trở thành một vùng đất ma không bóng người. Gia tộc Bru luôn là một trong những gia tộc bí ẩn nhất lục địa Âu Lục từ trước đến nay. Chỉ một vài người biết rằng gia tộc này thực ra là hậu duệ của quỷ hút máu Dakra. Tiêu Chính Văn, vốn dĩ với độ tuổi và cảnh giới hiện giờ của cậu, chỉ cần mai danh ẩn tích, trăm năm sau, nhất định sẽ vượt qua tôi. Nhưng đáng tiếc, cậu không nên chọc giận cả Âu Lục. Cậu nghĩ rằng sau khi đánh bại Andre thì có thể tung hoành khắp Âu Lục sao? Cậu nhầm rồi, Andre chẳng qua chỉ là một tên tay sai, nếu bốn người chúng tôi không muốn để ông ta sống, ông ta lập tức thành cho bụi. Giọng nói khàn khàn của Dikra vang lên. Vào lúc này, chùm sáng màu lam chiếu xuống, một bức tranh sao trời hiện ra ngay giữa ban ngày. Một người đàn ông mặc áo bào, tay cầm kiếm, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm bước ra từ bức tranh sao trời. Toàn bộ khuôn mặt của người này đều được giấu trong nón giáp sắt, hoàn toàn không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng khi thấy người này, tất cả mọi người đều hô lên kinh sợ. Đây là vua Arthur. Vua Arthur vẫn còn sống. Ôi, thượng đế tôi ơi, tôi không nhìn nhầm chứ. Vua Arthur là anh hùng thực sự trong trái tim của tất cả mọi người ở Âu Lục, là một huyền thoại bất bại. Nhưng trong nhiều tư liệu lịch sử cho thấy cụ ta đã chết trận từ hàng trăm năm trước. Không ngờ. Thật ra vua Arthur lại ở ẩn. Bây giờ khi bộ áo giáp màu xám bạc lại xuất hiện, cùng với thanh kiếm thắng lợi lại lóe ra ánh sáng lạnh chói mắt, vô số quý tộc Âu Lục phía dưới đều đồng loạt quỳ xuống. Tiêu Chính Văn, cậu chính là kỳ tích khiến tôi vô cùng chấn động. Mới hai mấy tuổi, không chỉ đạt tới cảnh giới thiên thần, mà còn đánh bại Andre một cường giả thiên thần một sao kỳ cựu. Nhưng cậu không nên khiêu khích Âu Lục. Nếu tôi muốn giết cậu, chỉ cần một nhát kiếm là đủ. Vua Arthur nâng thanh kiếm trong tay lên, luồng sát khí cuồng bạo san bằng một nửa ngọn núi tuyết. Thực lực của cường giả cảnh giới thiên thần 2 sao, còn lâu mới có thể so sánh được. Đúng lúc này, trên không trung xa xa, một chùm ánh sáng màu bạc chiếu tới, tựa như có hàng ngàn con ngựa phi nước đại, thậm chí còn xuất hiện cảnh tượng thiên quân vạn mã, đại quân xung kích trên bầu trời. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều bị dọa ngu người. Nếu vua Arthur vẫn còn sống đã đủ để làm họ chấn động, thì sự xuất hiện của người này giống như sấm sét 9 ngày nổ vang trong tâm trí họ. Vị đại đế trong truyền thuyết này còn sống sao? Ông ấy đến thật rồi. Ba vị cường giả thiên thần khác đều đồng loạt nhìn về phía ánh sáng màu bạc ấy. Sau khi người đàn ông bước ra, cả ba đều cúi chào theo kiểu quý tộc tiêu chuẩn. Để ba vị cường giả thiên thần huyền cấp 2 sao phải kính nể như vậy, đủ để thấy địa vị của người này ở Âu Lục. Đức Vương tôn kính, không ngờ ông vẫn còn sống. Vua Arthur lên tiếng trước. Chương 2144. Ba cường giả ở cảnh giới thiên thần 2 sao đồng thời hành lễ, khiến cho những người vẫn chưa nhận ra thân phận của người này đang đứng bên dưới đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả vua Arthur mà cũng phải gọi đối phương một tiếng Đức Vương tôn kính. Người này là ai? Ngay cả vua Arthur cũng phải tỏ ra tôn kính cụ ta như vậy, xem ra người này là một nhân vật tầm cỡ rất đẳng cấp. Người này hình như là Ahesanjin. Trong đám đông bất chợt có người kinh hô thành tiếng,
Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông vừa tới sau cùng. Chỉ thấy người đàn ông đó có khí phách phi phàm, mái tóc dài ngang hông tung bay trong gió, thanh giáo dài trong tay lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Ông cụ gia tộc Azor Lan Chi khẽ gật đầu nói, không sai, chính là đại đế Ahesanjin. Lời này vừa được thốt ra, tất cả mọi người đều hết sức chấn động. Bất luận là nhân vật lãnh đạo quân đội của các quốc gia hay những vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất một phương hoặc quý tộc trong số 10 gia tộc lớn đều đồng loạt hành quý tộc lễ với người nhìn rất trẻ tuổi đó. Nhìn thấy dáng vẻ sùng bái của hàng chục người bên dưới, biểu cảm của Ahesanjin vẫn chẳng hề thay đổi. Giống như tất cả những chuyện này đều là lẽ đương nhiên. Dù gì cụ ta cũng là nhân vật truyền kỳ duy nhất trăm trận trăm thắng, một mình viễn chinh vạn dặm của Âu Lục năm đó. Tộc trưởng của gia tộc Kai cũng kích động đứng bật dậy, bởi vì một khi người này xuất hiện thì trận chiến ngày hôm đó cũng sẽ chẳng còn gì hồi hộp nữa. Truyền thuyết kể lại, Ahesanjin chưa một lần bại trận không chỉ bởi vì thực lực của cụ ta mà còn là do cụ ta có sách lược, cụ ta hoàn toàn xứng đáng là vị vua mưu lược. Vậy nên con mắt nhận định tình hình cũng vô cùng chuẩn xác. Nói cách khác, không nắm chắc phần thắng thì cụ ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bởi vì cụ ta mới là tín ngưỡng thật sự của cả Âu Lục, cũng là niềm kiêu ngạo thật sự của Âu Lục. Ồ, hôm nay e là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Herod không khỏi nhíu mày, cụ ấy là người không hy vọng nhìn thấy cục diện này nhất. Sự xuất hiện của Ahesanjin khiến chút ảo tưởng cuối cùng của cụ ấy cũng đã tan biến chỉ trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn xong đời rồi, anh tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi Âu Lục. Một ngôi sao vừa mới từ từ mọc lên sắp sửa tàn lụi ngay tại đây. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng quay đầu nhìn về phía Ahesanjin. Dù gì thì cụ ta mới là truyền kỳ thực sự của Âu Lục, là một nhân vật truyền kỳ được viết trong sách giáo khoa của Hoa Quốc. Những truyền thuyết có liên quan đến cụ ta quá nhiều. Hơn nữa, nhìn vào khí thế của Ahesanjin, có thể nhận ra rằng cụ ta không chỉ là người có tên tuổi nhất trong số mấy người này mà còn là người có thực lực mạnh nhất. Chương 2145. Thậm chí đã đạt tới cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao đỉnh cao, đang ẩn chứa tiềm năng đột phá. Thật sự không ngờ ánh sáng màu bạc thần thánh đó lại được phát ra từ một vị quân vương cả nghìn năm tuổi, hôm nay Tiêu Chính Văn chắc chắn chỉ còn đường chết. Phiêu Ân không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. May là gia tộc của hắn đã vạch rõ ranh giới với Tiêu Chính Văn. Nếu không Tiêu Chính Văn mà chết thì gia tộc Canter nhất định sẽ bị 9 gia tộc khác liên thủ trấn áp. Ông nội, người này thật sự là đại đế Ahesanjin sao? Phiêu Ân không dám tin nhìn về phía người trẻ tuổi đang đứng trong hư không. Người này thoạt nhìn cũng chỉ xấp xỉ tuổi hắn, nhưng người nào từng đọc sách sử cũng biết cụ ta là nhân vật đã sống hơn 1.000 năm. Cũng có thể nói, trong hơn 1.000 năm này, cụ ta không hề già đi chút nào. Đạt tới cảnh giới thiên vương, mỗi người đều hiểu rõ rằng chỉ cần đột phá lên cảnh giới thiên thần thì thời gian sẽ dừng lại trên gương mặt. Cũng có thể nói rằng, đạt đến cảnh giới thiên thần sẽ có thể trẻ mãi cho tới tận khi cái chết cận kề. Chả trách Ahesanjin lại được ca tụng là nhân vật truyền kỳ số 1 Âu Lục, nhìn vào tuổi tác của cụ ta, nhiều nhất cũng chưa đến 30, vậy mà đã đột phá lên cảnh giới thiên thần. Dù không sớm bằng Tiêu Chính Văn, thế nhưng như vậy cũng đủ để cho hàng vạn người ngưỡng mộ. Không sai, người đó chính là Ahesanjin, có điều, cảnh giới thiên thần 2 sao cũng chẳng phải bất tử, dựa theo tuổi tác thì nhiều nhất thêm 100 năm nữa, nếu như không thể đạt tới cảnh giới thiên thần 3 sao thì Ahesanjin sẽ chết. Thế nhưng trận chiến ngày hôm nay có lẽ chính là thời cơ để cho Ahesanjin đột phá, chúng ta cùng trông chờ thôi. Enkan chắp hai tay sau lưng nhìn về phía Ahesanjin, nói. Nhìn Ahesanjin, trong lòng Phiêu Ân chợt thổi bùng lên ước ao vô hạn. Vị quân vương ảnh hưởng tới cả nghìn năm lịch sử của Âu Lục này, ngay từ thời khắc đầu tiên xuất hiện đã giống như dẫm bẹp cả Âu Lục bên dưới gót chân thêm lần nữa. Không khác gì so với đại đế Ahesanjin của nghìn năm trước. Dù thời gian đã trôi qua cả nghìn năm, khí thế vương giả đó vẫn vô cùng rõ rệt. Trong đám người thậm chí còn có quốc vương của một nước nhỏ quỳ xuống mặt đất, hai mắt ngấn lệ không ngừng khấu đầu trước Ahesanjin. Bởi vì ông ta chính là truyền nhân của gia tộc Ahesanjin, nhưng hiện giờ sớm đã chẳng còn ai nhớ tới công trạng của gia tộc bọn họ, càng chẳng còn ai coi gia tộc bọn họ là vương tộc nữa rồi. Lúc này, nhìn thấy tổ tiên của mình, trong lòng ông ta áy nát và bất lực, thế nhưng nhiều nhất vẫn là cầu xin.
Dù Ahesanjin chỉ liếc nhìn ông ta một lần, dẫu là chỉ nói với ông ta một câu thì cũng đều có thể khiến cho quốc gia và gia tộc của ông ta trở thành trung tâm của Âu Lục thêm lần nữa. Chương 2146. Thế nhưng, Ahesanjin lại không hề nhìn ông ta lấy một lần. Trong lòng cường giả ở cảnh giới thiên thần đã không còn cảm giác buồn vui từ lâu. Trong mắt bọn họ, cảnh giới, thực lực, tuổi thọ mới là số một, còn về tình thân thì sớm đã bị bọn họ coi nhẹ. Bất cứ ai trải qua nghìn năm lịch sử đều sẽ bởi vì thời gian quá lâu dài mà trở nên lạnh lùng vô cảm. Tiêu Chính Văn, cậu khó mà tưởng tượng nổi đại đế Ahesanjin lại còn trên đời này nhỉ. Giống như những gì tôi đã nói, những điều thần bí của Âu Lục đâu phải là thứ mà một người thanh niên Hoa Quốc như cậu có thể đoán hết được. Nếu như cậu ở lại Hoa Quốc, tôi tin rằng cậu vẫn còn cơ hội ngồi ngang hàng với mấy người chúng tôi, thế nhưng giờ chắc chắn là cậu khó lòng sống sót rời khỏi nơi này. Vua Lion cao ngạo lên tiếng. Muốn trách thì chỉ có thể trách cậu hung hăng ngạo mạn, mặc dù Hoa Quốc rất mạnh, thế nhưng Âu Lục cũng chẳng phải chỉ toàn kẻ yếu, mấy trăm năm nay, Hoa Quốc còn chẳng có ai dám xâm phạm tới Âu Lục thêm nữa. Dù hiện nay cậu là người tài ba nhất trong lớp thanh niên của Hoa Quốc, nhưng đấy cũng chỉ là ở Hoa Quốc mà thôi. Cậu không nên khiêu chiến với cả Âu Lục. Vua Arthur cũng lên tiếng. Bốn cường giả thiên thần tụ họp tại nơi này, cảnh giới của người nào cũng đều cao hơn Tiêu Chính Văn một bậc, hôm nay Tiêu Chính Văn chắc chắn chỉ còn đường chết. Xin đợi một chút, vào lúc bốn cường giả ở cảnh giới thiên thần chuẩn bị ra tay thì đột nhiên có một bóng người xông ra trước mặt. Andre khom lưng vái lạy rồi nói, các vị, nơi này cũng là ở Âu Lục chúng ta, trận đại chiến giữa những cường giả ở cảnh giới thiên thần ảnh hưởng tới quá nhiều thứ. Vậy nên, tôi hy vọng các vị hãy tạm thời bớt giận, tuyệt đối đừng ra tay ở đây. Andre vừa dứt lời, vua Arthur đã giơ thanh kiếm dài trong tay lên, lạnh lùng nói, ông cho rằng mình là ai? Lẽ nào ông muốn bản vương phải nghe theo mệnh lệnh của ông hay sao? Chúng tôi muốn làm gì, ông có quyền can dự vào à? Người này đã giết chết vương tộc tôi ở Âu Lục, chúng tôi nhất định phải giết chết cậu ta ngay tại đây. Nếu không thì thể diện của Âu Lục còn đâu nữa? Người đời đều nên hiến dâng tính mạng vì sự hưng thịnh trở lại của Âu Lục. Huống hồ là mạng của lũ run dế thì có cái gì đáng tiếc đâu. Bốn cường giả ở cảnh giới thiên thần cùng lên tiếng, đồng thời, bốn luồng sức mạnh gần như bao chặt lấy Andre cùng một lúc. Chương 2147. Mấy luồng sức mạnh vô cùng lớn ập xuống, trong lòng Andre khẽ run lên, vội vàng mở miệng nói các vị tiền bối. Tôi không có ý gì khác, chỉ mong mọi người có thể hóa giải ân oán. Dù sao cường giả ngoài lãnh thổ cũng sắp trở về rồi, nếu như cường giả ngoài lãnh thổ trở về, e rằng người đầu tiên phải chết chính là ông. Bàng quan nhìn vương tộc Âu Lục bị tàn sát, ông đã biết tội mình chưa? Vua Lion phẫn nộ quát lên. Khi Tiêu Chính Văn tới Âu Lục, đáng lẽ ông nên dùng toàn lực đuổi cậu ta ra khỏi lãnh thổ Âu Lục mới phải, nhưng ông không chỉ không làm thế mà còn mắt mở trừng trừng dẫn sói vào nhà. Nói ông là phản đồ của Âu Lục cũng không ngoa. Vua Arthur cũng lạnh lùng nói. Andre bị chất vấn liên tiếp, trên trán toát mồ hôi hột, nghiêng đầu nhìn bốn vị cường giả cảnh giới thiên thần, thở dài, các vị tiền bối, tôi nghĩ các vị hẳn biết rằng, khi cường giả cảnh giới thiên thần đánh nhau sẽ gây ra tình cảnh gì. Nếu giao đấu với Tiêu Chính Văn, trăm họ Âu Lục sẽ bị liên lụy. Sở dĩ tôi làm vậy cũng là vì tương lai Âu Lục thôi. Hồ đồ! Ahesanjin nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng mở lời. Một luồng sáng bạc rực rỡ bao bọc lấy Andre. Hiển nhiên, nếu ông ta còn dám nhiều lời, có khả năng Ahesanjin sẽ giết chết ông ta luôn. Mặc dù đều là cường giả cảnh giới thiên thần nhưng dù sao Ahesanjin cũng cao hơn Andre một bậc. Hơn nữa, cụ ta dường như sắp đột phá thành cường giả cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao. Trước mặt cụ ta, Andre cũng chỉ là một kẻ địch nhỏ nhoi. Andre, ông có biết, mấy ngàn năm qua, chỉ có một mình thành vương tư có thể bước vào lãnh thổ Âu Lục, nhưng được thế cũng bởi có sự can thiệp của cường giả ngoài lãnh thổ. Hôm nay ông lại để mặc cho một tên nhóc Hoa Quốc ngang nhiên hoành hành ở Âu Lục, ông có biết đây là nỗi nhục nhã lớn nhất của Âu Lục không? Ông cho rằng hôm nay chúng tôi chỉ nhằm vào một mình cậu ta ư? Ông sai rồi, sau khi cậu ta chết, chúng tôi sẽ tính sổ với ông. Giọng nói của vua Arthur lạnh tanh. Vừa dứt lời, Andre như rơi vào hầm băng.
Ông ta hoàn toàn không thể ngờ được rằng bốn người này lại muốn tính sổ với mình. Tránh ra, vua Arthur lạnh lùng quát. André hít sâu một hơi, không thể làm gì khác ngoài việc dập đầu với bốn người kia, sau đó chậm rãi lui về dưới chân núi. Vua Lion đưa mắt nhìn André rời đi, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Chính Văn nói, người Hoa Quốc kia, Âu Lục chưa bao giờ bị bất kỳ ai xâm phạm, kể cả thành Vương Tư cũng không được. Cậu còn nhỏ tuổi, nhưng lại dám tới Âu Lục hoành hành, ai cho cậu lá gan và dũng khí đó? Cùng với thanh âm chất vấn này, cả tòa núi tuyết cũng phát ra một trận gầm rú ầm ầm. Chương 2148. Ngay cả những người dưới chân núi cũng cảm thấy sợ hãi, thanh âm này hệt như tiếng tuyết lở. Ánh mắt Tiêu Chính Văn bình tĩnh lướt qua bốn người. Âu Lục thật sự có nền móng vững chắc, nhưng anh cũng có con át chủ bài của mình. Chỉ dựa vào bốn người các ông à? Tiêu Chính Văn bình tĩnh mở miệng. Ồ, chỉ có bốn người chúng tôi ư? Chàng trai trẻ, cậu đúng là quá ngông cuồng. Tiêu Chính Văn vừa nói xong, vua Lion lập tức cao giọng đáp lại. Có phải cậu nghĩ chúng tôi không dám giết cậu không? Cậu nghĩ sai rồi, cao thủ cảnh giới thiên thần của Hoa Quốc nhất định không dám ra tay cứu cậu. Hôm nay, cậu chắc chắn bỏ mạng tại đây. Vua Arthur lạnh lùng thốt lên. Tiêu Chính Văn, chỉ dựa vào một mình cậu, nếu có thể làm một trong số bốn người chúng tôi bị thương thì coi như bốn người chúng tôi thua cuộc. Dagra bước lên trước, một luồng máu tanh nồng phun ra. Ồ, các người còn muốn chém tôi mà không bị thương hả? Tiêu Chính Văn không khỏi cười khẩy. Nhưng vừa dứt lời, vua Lion đã ra tay trước. Gừ, phía sau lưng cụ ta dường như xuất hiện một con sư tử đang gào giống, theo tiếng gầm giận dữ của nó, cả ngọn núi tuyết cũng rung chuyển theo. Một luồng ánh sáng vàng kim lóe lên, chém về phía Tiêu Chính Văn trong nháy mắt. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn phất tay, một đóa hoa bạc bay ra từ trong tay anh. Con dao quân đội năm cạnh mang theo ánh sáng lập lòe bay thẳng đến chỗ ánh sáng vàng kia. Hai người đụng nhau, tòa núi tuyết cũng không chịu nổi áp lực mạnh mẽ đến vậy, bỗng chốc vô số băng tuyết nổ rơi lả tả. Cùng lúc đó, vua Lion và Tiêu Chính Văn cũng chạm nhau trên không trung. Chỉ thấy từ trong cơ thể Tiêu Chính Văn toát ra một luồng sáng vàng, hóa thành một con rồng phương đông khổng lồ, còn kèm theo tiếng rồng gầm. Một con sư tử và một con rồng vàng đan vào nhau, mọi người đứng dưới trông thấy cảnh này cũng há hốc mồm. Đã mấy trăm năm chưa từng xảy ra việc cường giả cảnh giới thiên thần tranh đấu, cho dù có ra tay thì cường giả cảnh giới thiên thần cũng nghiền ép hết mọi thứ khác. Nhưng hôm nay, hai cường giả cảnh giới thiên thần lại đang giao đấu quyết liệt. Chỉ một chút dư âm cũng đủ để san bằng mấy ngọn núi nhỏ xung quanh. Hơn nữa, đây mới chỉ là chiêu đầu tiên. Bầu trời xuất hiện mưa mũi tên khí, ùn ùn bắn về phía Tiêu Chính Văn. Chương 2149. Nhưng chỉ vài xíu mũi tên khí này lại biến thành một trận gió nhẹ ngay khi chỉ còn cách Tiêu Chính Văn chưa đầy ba bước. Hoàn toàn không có cách nào làm tổn thương Tiêu Chính Văn. Không tới một giây sau, Tiêu Chính Văn đã đánh hơn nghìn chiêu với vua Lion. Khó trách cậu lại ngông cuồng đến thế. Vua Lion cắn răng, lạnh lùng nói. Lúc này, trên người cụ ta khoác áo giáp thánh, tay cầm kiếm thánh. Có thể nói, sức chiến đấu vốn có cũng được tăng thêm một khoảng lớn. Còn Tiêu Chính Văn chỉ mới đạt tới thực lực cảnh giới thiên thần một sao, lại cứng cỏi chống chọi với cường giả cảnh giới thiên thần hai sao là cụ ta. Khoảng cách giữa hai người bọn họ là một tầng cảnh giới. Hơn nữa, mỗi một lần bọn họ đối chọi, tia lửa văng khắp nơi, đánh hơn nghìn chiêu, ngay cả kiếm thánh của cụ ta cũng bị chém nứt một lỗ. Tiêu Chính Văn vẫn vững như Thái Sơn, ung dung tự tại. Nếu đổi lại là André thì e là đã chết dưới kiếm của cụ ta rồi. Cậu giỏi lắm, với thực lực cảnh giới thiên thần một sao lại có thể đánh một trận với tôi. Đáng tiếc là cậu không chỉ đối mặt với một mình tôi. Bóng dáng vua Lion đột nhiên bay ngược về phía sau, thanh kiếm trong tay vung lên, vô số sóng khí hung hãn bắn về phía Tiêu Chính Văn. Mỗi một đợt sóng khí lại có uy lực như một quả bom hạt nhân nhỏ. Ngay cả dưới chân núi tuyết cũng phát ra một loạt rung động. Mọi người dưới chân núi nhìn cảnh tượng này mà không khỏi run sợ. Chẳng lẽ, đây chính là thực lực của cảnh giới thiên thần sao? So ra thì cảnh giới thiên vương hệt như một đứa trẻ 3 tuổi. Tiêu Chính Văn ngoắc nhẹ tay, một màn sáng vàng kim lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn, những đợt sóng khí kia đều bị màn sáng này hấp thu. Hả, vua Lion thấy cảnh tượng này cũng không khỏi thấy ớn lạnh.
đòn hiểm này của cụ ta, ngay cả bản thân cụ ta cũng không có khả năng tùy ý hóa giải, mà trước mặt Tiêu Chính Văn lại không thể chống đỡ như vậy sao? Ngay lúc vua Lion đang hoảng loạn, một trận pháp lục mang tinh trận màu máu đột nhiên bao trùm từ trên trời, giam Tiêu Chính Văn trong luồng sáng màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, vô số con rắn đỏ to như thùng phi, thoát ra từ trong lục mang tinh trận và quấn thẳng lấy Tiêu Chính Văn. Dakra ra tay ngay thời khắc mấu chốt, dẫu sao bốn vị cường giả cảnh giới thiên thần ra tay cùng lúc, nhất định không để Tiêu Chính Văn có bất kỳ cơ hội lấy sức nào. Cùng lúc đó, Ahesanjin cũng vung thanh giáo dài trong tay lên. Tựa như thiên quân vạn mã đồng thời ồ ập về phía Tiêu Chính Văn. Chương 2150. Khí thế kia hệt như sấm đánh, mênh mông vô bờ, lại tựa như cả bầu trời cũng đổ ập xuống người Tiêu Chính Văn. Chết đi, vua Arthur cũng giơ thanh kiếm lên, ánh bạc như tuyết, nửa bầu trời phản chiếu màu trắng, vô số ánh sáng màu bạc lập tức bao trùm cả khu vực. Bốn vị cường giả cảnh giới thiên thần hai sao đồng thời ra tay, sát chiêu lạnh đến thấu xương, khí thế tung bay, cả đất trời đều biến sắc. Đừng nói Tiêu Chính Văn chỉ mới đột phá lên cảnh giới thiên thần một sao, cho dù có là một cường giả cảnh giới thiên thần lâu năm thì khi đối mặt với cục diện buộc phải chết như vậy cũng khó mà thoát được. Mấy ngàn đòn đánh cuồn cuộn ập đến, hệt như uy lực của trời cao. Trên mặt Tiêu Chính Văn lại không có một chút sợ hãi, tiện tay bỏ một viên thuốc đỏ thấm vào miệng mình. Giây kế tiếp, khí thế quanh người Tiêu Chính Văn một lần nữa thay đổi. Một luồng sáng bạc hiện ra bên ngoài cơ thể anh, toàn bộ động tác như đã hòa làm một thể với đất trời. Linh huyết đan quả nhiên là bảo vật của Hoa Sơn, mới ăn vào có mấy giây mà chiến lực của Tiêu Chính Văn đã đột phá lên cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao. Chút biến hóa nhỏ nhoi này không bị mấy người vua Lion phát hiện. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn phất tay, con dao quân đội năm cạnh lập tức biến thành một luồng sáng bay ra khỏi lòng bàn tay anh. So với khí thế hoa lệ đầy trời trong những cú công kích của mấy người vua Arthur, con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn giống như con thuyền lá cô độc giữa đại dương, trông chẳng có gì bắt mắt. Thậm chí, vua Arthur còn nở nụ cười khinh thường, cảnh giới thiên thần một sao, phải đồng thời đối mặt với sự vây đánh của bốn vị cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, cho dù phản kháng đến mức nào chăng nữa cũng sẽ bị nghiền ép một cách tàn nhẫn. Cậu thanh niên Hoa Quốc, càng phản kháng thì cậu càng chết thê thảm hơn thôi. Ahesanjin nổi giận gầm lên, thanh giáo dài trong tay đâm tới lần nữa, khí thế tựa như thiên quân vạn mã, tiếp tục tấn công Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ mỉm cười, nói các người chắc chắn là sẽ thắng được tôi sao? Vừa nói, luồng sáng hoa bạc kia đánh thẳng về phía thiên quân vạn mã. Đại quân khí thế ngập trời lại bị phá vỡ chỉ trong nháy mắt bởi một luồng hoa bạc nhỏ nhoi. Ầm ầm ầm, sóng khí mạnh mẽ nổ tung trên trời. Khí thế mạnh mẽ như núi vỡ sông tan bao trùm dày đặc không trung, chặn đứng đòn công kích của bốn người kia. Cùng với dư âm vọng về từng đợt, ngay cả Ahesanjin cũng kinh hoàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 79.